chương 326, ngày mai là ngày cuối cùng của năm. Có thể một mình đánh đổ mười mấy người, có thể né đạn trong vòng vài mét, có thể dùng đá làm tay bọn họ bị thương, có thể chỉ cần một cú điện thoại là gọi được cho đội trưởng cảnh sát. Có thể làm được bất kỳ một chuyện nào trong số đó thôi đã là người châu bò tuyệt đối rồi, huống chi là làm được toàn bộ. Phương Thông thật sự rất muốn biết thân phận thực sự của người đàn ông trước mặt. Giang sách cũng không keo kiệt. Anh tiến đến ghé vào tai Vương Thông nói nhỏ, "Không phải anh nói, cho dù người tổng phụ trách của khu Giang Nam tới đây, cũng phải quỳ xuống liếm đế giày cho anh sao?" Ha, Vương Thông hoàn toàn ngớ người. Kỳ thật những lời này anh ta nói ra chỉ để làm ra vẻ mà thôi, hoàn toàn không coi là chuyện gì cả. Có lẽ nào? Đúng rồi, cũng chỉ có người có thân phận này mới có thể làm được một loạt những điều khó tin ấy. Vương Thông ngẩng đầu cười khổ không thôi sao mình lại có thể ngốc đến mức ngay cả người tổng phụ trách mà cũng không nhận ra chứ? Anh ta thua chẳng oan. Ngoại trừ một số cảnh sát giả như Vương Thông ở ngoài, những phần tử phạm tội khác đều đã bị tóm, trong số đó, bác sĩ Thạch được giang sách, chăm sóc, đặc biệt. Anh nói với tạm mạnh trí, thân phận của bác sĩ Thạch cần phải điều tra rõ ràng cho tôi. Trở về tôi sẽ tìm anh để lấy kết quả. Tạ Mạnh Trí gật đầu khẳng định. Ngài yên tâm đi, thuộc hạ nhất định tận trước tận trách, đảm bảo điều tra rõ ràng thân phận. Ừ, các người rút lui trước đi. Tuân mệnh, tạ mạnh trí dẫn người rời đi, chỉ còn lại hai người giang sách và tô nhàn ở hiện trường. Giờ phút này, tô nhàn vẫn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi bọn họ còn đang bị đám người vương thông dồn vào ngõ cụt, sao chỉ hơn 10 phút ngắn ngủi mà mọi chuyện đã được giải quyết toàn bộ rồi. Cô ấy nhìn giang sách, ngạc nhiên hỏi, anh rể, rốt cuộc thân phận của anh là gì thế? Chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi đội trưởng đội cảnh sát đến. Giang sách nhún vai, anh có thể có thân phận gì? Chỉ là một người chồng nội trợ gia đình mà thôi. Tô nhàn bĩu môi, còn lâu em mới tin, người chồng nội trợ trong gia đình mà có thể dùng một cuộc điện thoại gọi được đội trưởng đội cảnh sát sao? Giang sách nở nụ cười, thật ra, trước đây đội trưởng tả đã từng mua sản phẩm của công ty chúng ta. Lúc đó là anh dẫn anh ấy đi mua, vì vậy anh ấy khá quen thuộc với anh nên anh có thông tin liên lạc cá nhân của anh ấy mà thôi. Chỉ vậy thôi ư? Nếu không thì sao? Trên thực tế, Tô Nhàn cũng cảm thấy Giang Sách chỉ là một công dân nhỏ bình thường, không có lý do gì để điều động đội trưởng đội cảnh sát. Nhưng cô ấy luôn cảm thấy lời nói của Giang Sách lúc này là cố ý nói cho qua để lừa gạt cô ấy. Giang Sách cười, mở cửa xe taxi ra, "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nên về nhà rồi." Tô Nhàn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, lên xe cùng với Giang Sách Giang Sách lái taxi về nhà. Trên đường về nhà, trong radio luôn phát quảng cáo. Ngày mai là ngày cuối cùng của năm. Năm nay sắp trôi qua. Các buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí ức mạch và giải trí bá không sắp bắt đầu. Tô Nhàn hỏi, anh rể, đêm mai anh sẽ xem buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí ức mạch, hay là xem giải trí bá khổng? Giang sách mỉm cười, xem hết. Trải qua một phen, đau khổ, cuối cùng hai người cũng thuận lợi trở về tiểu khu liễu danh uyển số 33. Chuyến đi tới Milan lần này khiến mối quan hệ của bọn họ gần gũi hơn và cũng trở nên phức tạp hơn. Trước khi xuống xe, tôi Nhàn tháo sợi dây truyền phỉ thúy mà Giang Sách đã chọn cho cô ấy cất vào hộp, cất giữ bên người. chương 327, đó cũng là một phần ý niệm. Đây có thể là món quà quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Người đàn ông đó, Cô ấy đã định là không có được, ít nhất còn có thể giữ lại món quà của anh. Đó cũng là một phần ý niệm. Hai người lần lượt bước vào phòng. Giờ phút này, trong phòng hương thơm nước mũi, trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo, chỉ cần nhìn thôi là đã thèm chảy nước miếng rồi. Cả nhà Đinh Mộng Nhiên bước lên đón. Không phải đã xuống máy bay từ sớm rồi sao? Sao về nhà muộn thế? Đinh Mộng Nhiên hỏi. Hai, đừng nói nữa, tụi em. Tô Nhàn vừa định ăn ngay nói thật, đã bị giang sách cắt ngang, bọn anh gặp một tài xế không biết đường, chở bọn anh đi lòng vòng một vòng lớn nên mới muộn. Ồ, là vậy à, đừng đứng ở cửa nữa, mau vào ngồi xuống đi, cùng nhau ăn tối. Đinh Mộng Nhiên dẫn Tô Nhàn, giang sách ngồi xuống. Đinh Khải Sơn và Tô Cầm cũng ngồi xuống, cả nhà ăn uống vô cùng sôi nổi, mồm năm miệng 10, nói chuyện trời Nam Biển Bắc. Bữa cơm này hòa thuận vui vẻ. Sau bữa tối, Đinh Khải Sơn và Tô Cầm cùng đi xem TV. Đinh Mộng Nghiện thuận miệng hỏi một câu, "Tiểu Nhàn, Giang Sách ở Milan không động tay động chân với em đó chứ?" Vẻ mặt của Giang Sách lập tức trở nên rất căng thẳng. Tô Nhàn cười nói, "Đương nhiên không có, anh rể rất thành thật, không những không động tay động chân với em mà còn bảo vệ em vô cùng tốt. Bọn em ngủ chung một phòng mà anh rể cũng nhất định không chịu ngủ trên giường." "Hả?" sắc mặt đinh mộng nhiên lập tức thay đổi. các người ngủ chung một phòng ư? đúng ạ. À, quần áo tắm rửa của em vẫn là anh rể tự mình giúp em mang vào phòng tắm. âm. cái bát trong tay đinh mộng nhiên rơi xuống đất. giang sách muốn khóc không ra nước mắt. tuy rằng tình huống hình như là như vậy, nhưng không thể nói thẳng vậy chứ. nói như vậy sẽ gây ra hiểu lầm. tô nhàn vỗ bụng, em nói rồi. chị, anh rể, em đi ngủ trước nha, ngủ ngon. đợi tô nhàn rời đi. Đinh Mộng Nghiên trừng mắt hung tợn với Giang Sách. Anh có thể giải thích cho em tình huống là gì không? Giang Sách xấu hổ và sợ hãi nuốt nước bọt, e hèm, Mộng Nghiên, em khoan hãy kích động, em nghe anh giải thích. Còn giải thích, Đinh Mộng Nghiên véo cánh tay Giang Sách, sau đó, tiếng hét thê thảm của Giang Sách vang vọng trong toàn bộ phòng khách. Quanh quẩn ba ngày, bên tai không dứt. Tô nhàn tránh trong phòng ngủ cười trộm, lại lấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy ra, vuốt ve hết lần này đến lần khác vui mừng, lại có một chút đau lòng. Nửa đêm, giải trí bá khổng, văn phòng tổng giám đốc. Bách tín hoành bắt chéo chân, châm thuốc rồi ung dung ngồi trên ghế, nhìn danh sách biểu diễn trong tay, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đây là danh sách cuối cùng của đêm nhạc giao thừa vào tối mai. Các tiểu thịt tươi có lưu lượng cao nhất trên thị trường về cơ bản đều đã bị giải trí bá khổng lôi kéo về đây. Dù mấy lần trước thua lỗ khá thảm hại nhưng nền tảng của giải trí bá khổng vẫn còn đó, hầu hết các ngôi sao lưu lượng đều đã ký hợp đồng với bá không nên bọn họ hoàn toàn không gặp vấn đề gì về phương diện lưu lượng trong các buổi biểu diễn đêm giao thừa. Giải trí ức mạch, mày lấy cái gì để đấu với tao? Lúc này, Hòa Tưởng Dung ngồi trên ghế sofa nói, Tổng Giám Đốc Bách, mặc dù bên chúng ta đã mời được rất nhiều, gà quay ra giòn, tới đây, nhưng giải trí ức mạch vì sự tồn tại của La Thịnh, có rất nhiều ca sĩ thành danh nhiều năm, khá có danh vọng trong nghề đều đã hiến ca bên bọn họ, chỉ sợ lưu lượng sẽ rất lớn. Nói hợp lý, mặc dù giải trí ức mạch không có tiểu thịt tươi, nhưng bọn họ đã mời một số lượng lớn các ca sĩ thực lực. Đặc biệt là người dẫn chương trình, phường Tân Minh, là người đi đầu trong ngành. Chương 328, chỉ tiếc là có quá ít sao lưu lượng. Nói xong, anh ta chuyển từ lo lắng sang vui mừng, nhìn bức thư hứa hẹn trên màn hình máy tính, vui tươi hớn hở nói, tuy nhiên các người cũng không cần lo lắng, buổi biểu diễn đêm Giao thừa này tôi đã sắp xếp đầy đủ rồi, đảm bảo sẽ đè ép giải trí ức mạch đến suy sụp. Sắp xếp của Bách Tín Hoành không chỉ có riêng bên giải trí bá không. Ngay cả giải trí ức mạch, anh ta cũng động tay động chân. Hoa tưởng dung tò mò hỏi, Tổng Giám Đốc Bách, đến tột cùng anh đã động tay động chân gì đấy? Bách Tín Hoành đặt ngón tay lên trước miệng, xuyệt, có một số việc, nói quá sớm sẽ không hay lắm. Ngày mai cô cứ chờ xem đi, Giải trí ức mạch tuyệt đối sẽ sụp đổ. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, Giang Sách đến giải trí ức mạch từ sớm, thảo luận với đám người Trình Đan Đình về các vấn đề buổi biểu diễn đêm giao thừa. Theo mô tả kế hoạch của Trình Đan Đình, mọi thứ đang diễn ra một cách trật tự, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Lần này, tất cả các khách mời đã đến hiện trường trước thời hạn, sẽ không xảy ra tình trạng như lễ khai mạc lần trước. Trình Đan Đình bàn giao dịch trình biểu diễn cho Giang Sách. Tổng giám đốc Giang, anh xem qua một chút. Cộng, cộng, cộng. Giang sách nước từ trên xuống dưới một lần. Tất cả các tên tuổi lớn lần lượt lên sân khấu. Phong cách bài hát đa dạng và hiệu ứng sân khấu tuyệt vời. Cuối cùng là diễn viên đang hot nhất, Lăng Giao, xuất hiện cuối cùng và biểu diễn bài hát mới nhất của thầy La Thịnh. Có thể nói là không chê vào đâu được. Nếu quá trình như vậy diễn ra suôn sẻ, hiệu quả tiết mục, tỷ lệ người xem truyền hình và danh tiếng đều có thể được đảm bảo không thể không nói, tài hoa của Trình Đan Đình trong lĩnh vực này thực sự rất tốt. Chỉ tiếc là có quá ít sao lưu lượng. Trình Đan Đình cho biết, hiện tại, gà quay ra giòn trên thị trường về cơ bản đã được ký hợp đồng với giải trí bá khổng, chúng ta không thể lấy bất kỳ ai trong số họ. Cũng may vẫn còn có lăng dao giữ mã bề ngoài. Nếu ngay cả lăng dao cũng không có thì buổi biểu diễn năm nay của chúng ta cũng có thể gọi là buổi biểu diễn người cao tuổi luôn rồi. Giang sách mỉm cười, từ từ sẽ được chẳng thể nào ăn một miếng là béo lên được. Không giống như trình đan đình, mối quan tâm của giang sách không phải là không có, gà quay ra giòn, ra sân, mà là lo lắng về một chuyện khác Bách Tín Hoành sẽ dở trò gì. Xét về những hành động xấu trong quá khứ, Bách Tín Hoành nhất định sẽ trăm phương nghìn kế để bẫy chết giải trí ức mạch. Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa có động tính gì? Bách Tín Hoành sẽ thành thật như vậy à? Không thể nào. Đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão, Bách Tín Hoành nhất định sẽ cho anh một nhát dao, chuyện này không cần nghĩ cũng biết. Giang sách hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, đan đình, điều quan trọng nhất bây giờ là công tác an ninh, làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ, đảm bảo an toàn cho sân bãi, và đảm bảo rằng sẽ không có trường hợp khẩn cấp nào, biết không? Trình đan đình gật đầu, nhất định. Cả một ngày, Giang sách cơ bản đều đang lo lắng không biết Bách Tín Hoành có dở trò gì hay không, Đồng thời kiểm soát mọi mặt để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mãi đến 2 giờ trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, mọi chuyện vẫn gió êm sóng lặng. Càng bình tĩnh, Giang Sách càng khó chịu. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Giang Sách thuận miệng nói. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, đó là Phương Tân Minh, người đi đầu trong giới dẫn chương trình. Chương 329, 500 vạn. Giang Sách và Trình Đan Đình liếc nhìn nhau không hiểu ông ta đang làm gì ở đây bây giờ không phải ông ta nên tranh thủ tập luyện và quen thuộc với lời thoại sao chỉ thấy phương tân minh khẽ cười nói tổng giám đốc giang giám đốc trình chào hai người tôi có chuyện cần thương lượng với các người một chút trình đan đình có chút không kiên nhẫn cố nén bực dọc mà hỏi làm sao vậy phương tân minh nói tôi cảm thấy phía ra sân có hơi thấp không phù hợp với thân phận của tôi trong nghề phải biết rằng Người dẫn chương trình do bên giải trí bá khổng mời chỉ là người đứng thứ hai trong nghề dẫn chương trình mà cũng đã nhận được phí ra sân 100 vạn tệ rồi. Còn tôi thì chỉ có 60 vạn, hơi thấp. Trình Đan Đình tức giận. Ý gì, muốn tăng giá sao? Cô ấy lạnh lùng nói, Phương Tân Minh, giá cả giữa hai bên chúng ta ngay từ đầu đã định sẵn, đã ký hợp đồng rõ ràng. Nếu ông cảm thấy giá thấp thì có thể đề xuất ngay từ đầu, chúng ta có thể bàn bạc mọi chuyện. Bây giờ chỉ còn cách lúc biểu diễn chưa đến 2 tiếng đồng hồ, lúc này ông mới đề xuất là có ý gì? Muốn, bức cung hay sao? Phương Tân Minh giả vờ sợ hãi, "Ôi trời, giám đốc Trình, cô nói gì vậy? Cô cho tôi 10 lá gan thì tôi cũng không dám đâu. Chỉ là tôi cảm thấy các người không đủ thành ý, không đủ tôn trọng đối với tôi, nên tôi chỉ muốn lấy lại tôn nghiêm của tôi mà thôi." Điều này rất quả đáng sao? Vậy mà còn chưa quá đáng hả? còn chưa đầy hai tiếng nữa sẽ bắt đầu biểu diễn lúc này mới mở miệng đòi thêm tiền có khác nào bác sĩ mổ bụng bệnh nhân trên bàn mổ rồi mới tăng giá với người nhà không đây là một điều đáng xấu hổ trong ngành trình đan đình thực sự không ngờ rằng anh cả trong nghề lại có thủ đoạn xấu xa không chịu được như thế cô ấy nghiến răng hỏi ông muốn bao nhiêu nếu đã hỏi như vậy thì có nghĩa là trình đan đình sẽ thừa nhận ở một mức độ nhất định dù sao thì buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu đổi người cũng không kịp. Chỉ cần đối phương không dở công phu sư tử hoạc, đòi bảy, 800 vạn gì đó thì mọi chuyện vẫn có chỗ thương lượng. Đầu tiên phải đảm bảo rằng buổi biểu diễn vẫn diễn ra bình thường, còn chuyện sau này có đâm đơn kiện Phương Tân Minh, hay là không hợp tác nữa thì sẽ nói sau. Phương Tân Minh rất xảo quyệt, biết đối phương đâm lao thì phải theo lao nên vì thế mở miệng ra giả 500 vạn. Mắt trình đan đình như muốn rớt ra ngoài. Ông nói cái gì? Phương Tân Minh lặp lại một lần nữa, một cái giả thôi, 500 vạn tệ, hơn nữa in thêm áp phích của tôi thì tôi mới bằng lòng lên sân khấu biểu diễn. Ông, Trình Đan Đình suýt chút nữa không thở nổi mà ngất đi, 500 vạn tệ. 500 vạn tệ không biết mời được bao nhiêu ngôi sao lưu lược, ca sĩ nổi tiếng. Một người dẫn chương trình mà há mồm đòi 500 vạn. Điên à! Trình Đan Đình tức giận, Phương Tân Minh, ông cố ý đúng không? nhảy từ 60 vạn lên 500 vạn, sao ông không đòi thêm một chút nữa đi?" Phương Tân Minh vui vẻ. Số tiền này, cô cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, các cô đổi người cũng không kịp. Hơn nữa, người dẫn chương trình giống như người dẫn dắt, điều khiển và kết nối toàn bộ chương trình. Nếu chỉ một ca sĩ gặp sự cố thì các cô có thể tùy ý thay đổi. Nhưng người dẫn chương trình thì các cô không thể thay đổi. Một khi thay đổi toàn bộ chương trình sẽ tan rã. Đây là buổi biểu diễn đêm giao thừa mà giải trí ức mạch đã đầu tư rất lớn, nếu thua lỗ thì cũng là một khoản lớn. Các cô có chắc chỉ vì vỏn vẹn 500 vạn tệ mà làm xáo trộn toàn bộ buổi biểu diễn không? Phương Tân Minh vô cùng tinh danh, hiểu rõ về giải trí ức mạch như lòng bàn tay. Chính vì biết người biết ta này mới khiến cho ông ta trăm trận trăm thắng. Đúng vậy, đổi một diễn viên ca sĩ rất dễ dàng nhưng đổi một người dẫn chương trình mới là điều hoàn toàn không có khả năng. Trình Đan Đình cắn răng, trong lòng cảm thấy khá khó chịu. 500 vạn tệ không phải là không trả được, vấn đề là Phương Tấn Minh không xứng đáng với cái giá này. Và lại quá trình trào giá quá kinh tởm. Phương Tân Minh, ông không sợ bồi thường tiền vì vi phạm yêu cầu hợp đồng sao? Phương Tân Minh cười ha ha, muốn tôi bồi thường tiền ư? Được chứ, nhiều nhất là tôi chỉ tổn thất 60 vạn nhân dân tệ, nhưng thứ mà các cô mất là hiệu quả của toàn bộ buổi biểu diễn. Ai mất nhiều hơn, trong lòng giám đốc Trình cô biết rõ mà. Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Mặc dù Trình Đan Đình nổi giận, nhưng sau khi cân nhắc giữa lợi và hại cũng không thể không đồng ý với yêu cầu vô lý của Phương Tân Minh. Ngay lúc cô ấy đang chuẩn bị mở miệng đồng ý, Giang Sách, người vẫn một mực im lặng không nói gì, lại lên tiếng. Anh nhàn nhạt đáp, "Ông có thể đi rồi." "Ha? À, cái gì?" Chương 330, không phải đang nói đùa đấy chứ? Phương Tân Minh và Trình Đan Đình đồng thời nhìn về phía Giang Sách, cả hai đều có biểu hiện khó tin. Không phải đang nói đùa đấy chứ? Phương Tân Minh nói, tổng giám đốc Giang, tai tôi không tốt, không nghe rõ cậu vừa nói cái gì. Giang Sách vẫn bình thản nói, ông có thể đi rồi. Lần này đã nghe rõ rồi chứ? Phương Tân Minh cười gần nói, Giang Sách, tốt hơn hết cậu nên suy nghĩ cho cẩn thận đuổi tôi đi thì sẽ. Giang sách lạnh lùng nhìn ông ta, cho ông ba giây, không cút thì tôi sẽ cho bảo vệ ném ông ra ngoài. Vẻ mặt đắc thắng của Phương Tân Minh không còn sót lại chút gì. Được, được lắm. Giang sách, thằng nhóc mày cứ chờ xui xẻo đi. Không có tôi, buổi biểu diễn đêm giao thừa tối nay nhất định sẽ sụp đổ. Các người cứ chờ bị giải trí bá không làm nhục đi. Phương Tân Minh hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi văn phòng. Trình Đan Đình lo lắng, "Tổng giám đốc Giang, anh đang làm gì vậy? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, lúc này anh lại đuổi người dẫn chương trình quan trọng nhất đi sao?" Giang Sách khẽ lắc đầu, "Có vấn đề gì sao?" "Tất nhiên là có, anh có biết tầm quan trọng của một người dẫn chương trình đối với chương trình hay không?" Giang Sách nói, nhưng Phương Tân Minh đã phản bội rồi. Ông ta có chuẩn bị mà đến từ việc ông ta hoàn toàn không e sợ phải bồi thường tiền thì có thể rằng nhất định có người đang làm chỗ dựa sau lưng cho ông ta. Không cần nghĩ tôi cũng biết người này nhất định là Bách Tín Hoành. Trình Đan Đình gật đầu. Thực ra tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Điều Bách Tín Hoành am hiểu nhất chính là làm ra những chiêu trò tổn hại này. Những 500 vạn, chúng ta nhìn một chút, vượt qua cửa ải khó khăn rồi nói sao chứ? Không được, Giang Sách Quyết Tuyệt nói, đây không phải là ngày đầu tiên có quen biết tôi giang sách tôi không bao giờ thỏa hiệp dừng một chút anh tiếp tục và lại với một người có nhân phẩm như phương tân minh cô có thể đảm bảo rằng ông ta cầm tiền rồi thì sẽ thể hiện tốt không nếu ông ta nói hưu nói vượn trên sân khấu chẳng phải là sẽ khiến chương trình càng tồi tệ hơn sao như được khai sáng đầu óc bấy giờ trình đan đình mới khôi phục lại lý trí từ trong ngỡ ngàng đúng vậy nhỉ ai có thể đảm bảo rằng phương tân minh sẽ phối hợp thật tốt sau khi lấy tiền chứ nghĩ như vậy phương pháp đuổi ông ta đi của Giang sách mới là chính xác. Vấn đề là, Tổng Giám Đốc Giang, đuổi Phương Tân Minh đi rồi thì chúng ta để cho ai thay thế đây? Giang sách nhìn lướt qua bảng lịch trình, thản nhiên nói, tên nhóc này, không phải rất tốt hay sao? Nhìn thấy, tên nhóc, theo như lời của Giang sách, Trình Đan Đình dở khóc dở cười. Đây là một tên nhóc vừa mới vào nghề chưa đến một năm, tên là Sở Nhạc Đồng. Đúng vậy, anh ta là một người mới có tiềm năng xuất sắc, nhưng dù có giỏi và tiềm năng đến đâu thì anh ta cũng chỉ là một người mới vào nghề chưa đầy một năm mà thôi. Làm sao có đủ khả năng và trình độ để đảm nhận một sân khấu lớn như vậy? Điều quan trọng nhất là sở nhạc đồng này có phần nói năng không kiêng rẻ, lúc vui vẻ rồi thì cái gì cũng nói được, rất dễ gây ra hiện trường, lật xe. Bây giờ sử dụng một người dẫn chương trình trẻ tuổi, nguy hiểm, như vậy, đây có khác gì đang làm ẩu chứ? Không được, Tổng Giám Đốc Giang, Tôi tuyệt đối không đồng ý với sự sắp xếp của anh." Giang Sách mỉm cười, thực ra cũng không phải là anh nóng đầu mà nói đổi là đổi ngay. Trước đó, anh đã từng có tiếp xúc với Sở Nhạc Đồng và nhận thấy rằng chàng thanh niên này không hề sợ sân khấu và rất hài hước. Đây là hai lợi thế rất quan trọng của việc trở thành một người dẫn chương trình giải trí." Giang Sách nói, "Đan Đình, giải trí ức mạch bây giờ đang là lúc cần bồi dưỡng lực lượng trẻ tuổi. Có một viên ngọc bích xuất sắc như Sở Nhạc Đồng tại sao không nhân cơ hội mà mài giữa một chút chứ? chương 331, hoàn toàn không thể, nói thì nói như vậy. Tuy nhiên, nếu đổi phương tân minh thành sở nhạc đồng thì khoảng cách thực sự quá lớn, giống như việc thay thế thẻ SSA của người chơi như đã hứa bằng thẻ N vậy. Liệu người chơi có chấp nhận không? Hoàn toàn không thể. Nhưng chuyện tới bây giờ, xem ra ngoài sở nhạc đồng, không có lựa chọn nào khác. Trình Đan Đình do dự. Giang sách nói, như vậy đi, chúng ta trao quyền lựa chọn cho sở nhạc đồng. Nếu cậu ta đủ can đảm để đáp ứng thử thách này thì chúng ta sẽ lăng xê cậu ta. Nếu cậu ta không có can đảm thì bỏ qua việc này. Thế nào? Trình Đan Đình gật đầu, đồng ý với ý kiến của Giang Sách. Không bao lâu, Trình Đan Đình đã cho người gọi sở nhạc đồng vào văn phòng. Cả người anh ta trông như ánh mặt trời sáng sủa, tích cực hướng về phía trước, khiến người khác nhìn rất dễ chịu. Tổng Giám Đốc Giang, giám đốc trình, các người tìm tôi. Ừ, Giang sách nói thẳng vào vấn đề, tôi không nói nhảm với cậu. Tôi gọi cậu đến đây là bởi vì tôi muốn nói chuyện về buổi biểu diễn đêm giao thừa sắp bắt đầu. Ồ, Tổng Giám Đốc Giang, anh nói đi. Giang sách hỏi trước, sở nhạc đồng, phí ra sân của cậu tối nay là bao nhiêu? Sở nhạc đồng nở nụ cười, Tổng Giám Đốc Giang, anh đang giễu cờ tôi à? Không phải công ty nói muốn cho tôi một cơ hội biểu diễn nên mới cố ý thăng chức cho tôi là người dẫn chương trình ở vị trí cuối cùng của buổi biểu diễn này sao? Tôi có thể tham gia cũng cảm giác rất vinh hạnh rồi, nào có phí ra sân gì chứ. Giang Sách ngượng ngùng ho khan một tiếng, lén lút ngước nhìn Trình Đan Đình, ánh mắt như muốn nói, dù là nghệ sĩ nhà mình tự đào tạo, nhưng cũng không cần phải keo kiệt như vậy chứ. Trình Đan Đình sờ mũi, không nói gì. Giang Sách tiếp tục, bây giờ Tôi cảm thấy cậu với tư cách là người dẫn chương trình lần này, động lực và áp lực của cậu là không đủ, không nhất định có thể kích phát tiềm năng lớn nhất của bản thân, cho nên tôi quyết định gia tăng điều kiện hạn chế cho cậu. Hả, tổng giám đốc Giang, anh muốn tôi làm gì? Giang sách nhếch mép cười xấu xa, đơn giản, nếu lần này cậu làm người dẫn chương trình mà biểu hiện đủ tốt, vậy tôi sẽ cho cậu 200 vạn phí ra sân. Bum 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 sở nhạc đồng cảm thấy trong đầu như có sấm sét đột nhiên nổ vang hết lần này đến lần khác. Đang nói đùa à, 200 vạn tệ, lương hiện tại của anh ta chưa đến 10 vạn một năm nữa kia. Phỉ ra sân một lần bằng với 20 năm làm việc của anh ta. Nhưng sở nhạc đồng không ngốc, hiểu được trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, không bị nỗi vui sướng làm mê muội đầu óc, hỏi ngược lại nếu như hiệu quả không tốt thì sao. Sắc mặt giang sách trở nên lạnh lùng, Vậy không cần phải nói thêm gì nữa, từ nay về sau, cậu sẽ hoàn toàn bị giải trí Ức Mạch đóng băng, không có cơ hội tỏa sáng. Cái gì? Sở Nhạc đồng trợn tròn mắt. Năm nay anh ta mới ký hợp đồng với giải trí Ức Mạch, hợp đồng 5 năm. Nếu bị đóng băng thì 5 năm tới sẽ xong rồi, tất cả tuổi trẻ tuyệt vời của anh ta sẽ bị xóa bỏ. Có thể như vậy ư? 200 vạn tệ và 5 năm đóng băng, quả thực chính là hai thế giới nước và lửa. Tuy nhiên, Điều gây sốc nhất không dừng lại ở đó. Giang Sách lại cười xấu xa, nói tôi đã nghĩ rồi, nếu chỉ cho cậu làm người dẫn chương trình cuối cùng thì ảnh hưởng của buổi biểu diễn đêm giao thừa tối nay thực ra cũng nằm trên người của Phương Tân Minh, không liên quan lớn đến cậu. Để tránh cho loại chuyện này xảy ra, để nhìn ra năng lực của cậu là bao nhiêu một cách trực quan hơn, tôi quyết định. Trục xuất Phương Tân Minh, nâng đỡ cậu Sở Nhạc Đồng. Đêm nay, cậu là người dẫn chương trình chính nếu không phải sở nhạc đồng có thân thể cường tráng e rằng lời nói này của giang sách đã khiến anh ta sợ tới mức ngã sụi lơ xuống đất luôn rồi đùa gì mà vui thế người dẫn chương trình chính cậu ta chỉ mới vào nghề chưa đầy một năm thôi à e hèm tổng giám đốc giang có phải chơi lớn quá rồi không đằng này trình đan đình cũng lấy tay che mặt vào nghề nhiều năm cô ấy chưa từng thấy giang sách đùa như vậy giang sách thì lại mang vẻ mặt bình tĩnh anh thản nhiên nói, sở nhạc đồng, tiềm lực của cậu rất cao, chỉ là chưa kích phát ra thôi. Lần này chính là một cơ hội, tôi tin tưởng chắc chắn cậu cũng không bằng lòng làm người dẫn chương trình cuối cùng cả đời đầu nhỉ. Muốn trèo cao, muốn vùng vẫy nhiều hơn, cậu phải ép bản thân làm thật tốt. Bầu không khí ngay lập tức trở nên nghiêm túc. chương 332, anh ta định qua cầu rút ván sao. Im lặng hơn 10 giây. Giang sách nói tiếp, tất nhiên, tôi không phải là người thích ép buộc người khác. Cậu có muốn chấp nhận thử thách này không? Lựa chọn là của cậu. Sở nhạc đồng, tôi cho cậu thời gian 120 giây cân nhắc. Đối mặt với thách thức hay cam nguyện làm người bình thường. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết yes or no là được rồi. Bây giờ, đếm ngược bắt đầu. Giang sách đưa tay ra và nhấn nút đếm ngược 120 giây. Kim dây chuyển động tích tắc, tích tắc, nhảy lên từng chút. Trái tim của sở nhạc đồng cũng theo đó rung động, nghênh đón thử thách. Có thể một bước lên trời, cũng có thể sẽ ngã thành thịt nát. Cam nguyện làm người bình thường, ít nhất có thể bảo đảm hiện tại an toàn. Thế nhưng cơ hội thành danh tốt như vậy, bỏ lỡ thì về sau có thể được nữa không? Người ta hay nói, qua thôn này, có thể không còn nhà trọ nào nữa. Cuộc đời không thể lúc nào cũng đi theo kế hoạch. Trên chán sở nhạc đồng không ngừng dỉ ra mồ hôi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hàm răng nghiến lại kêu ken két. 3 2 1 Hết giờ. Kết quả của cậu là Sở Nhạc Đồng nhắm hai mắt lại, ngẩng đầu lên, hít một ngụm không khí trong lành thật sâu. Câu trả lời của tôi là Anh ta đột nhiên mở mắt ra, kiên định phun ra một chữ: "Yes." Anh ta, Sở Nhạc Đồng, quyết định chấp nhận thử thách. "Rất tốt." Giang Sách đập mạnh lên mặt bàn, tách trà trên bàn rung lên bần bật sở nhạc đồng, hiện tại cậu có thể đi xuống chuẩn bị rồi. Vị trí người dẫn chương trình chính tối nay là của cậu. Tuân lệnh, sở nhạc đồng hét lớn, kích động đến mức suýt quên cúi chào. Hôm nay, cả đời này anh ta chưa từng gặp phải áp lực và động lực mà giang sách mang tới cho anh ta, nên anh ta nhất định phải tập trung 200%. Anh ta nhanh chóng rời khỏi văn phòng, rồi đi xuống chuẩn bị bản thảo dẫn chương trình vào tối nay. Trình Đan Đình bất đắc dĩ bóp chán, hơi lo lắng nói này cũng chỉ có anh mới làm ra những chuyện như cho sở nhạc đồng làm mc chính thôi đấy tổng giám đốc giang nếu tối nay bị phá hỏng thì anh đừng đẩy trách nhiệm lên người tôi đấy giang sách mỉm cười không nói gì cùng lúc đó bên phương tân minh vừa hủy hợp đồng với giải trí ức mạch nên vội quay đầu tìm giải trí bá khổng ông ta tới văn phòng tổng giám đốc gặp bách tin hoành vừa gặp mặt Phương Tân Minh đã mặt mày hớn hở nói, Tổng Giám Đốc Bách, tôi đã làm theo những gì cậu nói, quả nhiên đúng như cậu dự đoán, tính khi giáng sách rất cộc cằn, dù nói thế nào cậu ta cũng không chịu trả mức giá trên trời 500 vạn. Bách tin hoành gật đầu. Tất nhiên rồi, trong khoảng thời gian tôi tiếp xúc với anh ta, tôi đã nhìn ra giang sách là người cực kỳ sĩ diện, không đời nào làm chuyện hèn hạ với người khác. Phương Tân Minh cười híp mắt nói, Tổng Giám Đốc Bách, bây giờ tôi đã hủy hợp đồng với giải trí ức mạch rồi, dựa theo hợp đồng tôi phải bồi thường cho bọn họ 60 vạn, cậu xem khi nào có thể thanh toán cho tôi, đến lúc đó tôi đỡ phải gánh không nổi món nợ bên. Đó, Bách Tin Hoành cười ha hả, sao thế, đường đường là MC hàng đầu thế mà giờ chỉ có 6. 10 vạn cũng không rút ra được ư. Phương Tân Minh gái đầu lúng túng, chẳng phải là vì gần đây ngứa tay đánh thua hai ván sao. Trên người tôi chẳng còn bao nhiêu tiền, bên ngoài còn nợ thêm mấy chục vạn. Tổng giám đốc Bách, cậu đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi hủy hợp đồng với giải trí ức mạch thì cậu sẽ trả cho tôi 300 vạn, tôi đang đợi số tiền đó tới cứu mạng tôi đây. Bách tin hoành không nói gì. Trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường, bầu không khí trở nên khá quỷ dị. Hoa tưởng dung ngồi vắt chéo chân, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà tự ngồi ngắm nghía móng tay của mình. Bầu không khí cứ thể duy trì gần một phút, Phương Tân Minh sốt sáng hỏi, Tổng Giám Đốc Bách, rốt cuộc bây giờ cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đừng im lặng như thế làm tôi sợ lắm. Bách tin hoành vui vẻ. Anh ta giả vờ câm điếc nói, Phương Tân Minh, tôi có đồng ý với ông chuyện 300 vạn à? Chuyện này, Phương Tân Minh là người sành sỏi, vừa nghe đã biết đối phương định làm gì. Anh ta định qua cầu rút ván sao? Kéo quần lên rồi thì muốn quyệt nợ ư? Ông ta hơi giận dữ nói, Tổng Giám Đốc Bách, cậu đừng làm việc như thế, rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi hủy hợp đồng thì cậu sẽ cho tôi 300 vạn, sao cậu có thể nuốt lời như vậy? chương 333, tại sao ông ta lại ngu xuẩn như vậy chứ? Bách tin hoành cười ha hả, ông đừng nói lời khó nghe như thế, chẳng phải tôi chỉ là nuốt lời thôi ư, có gì ghê gớm đâu chứ? Chẳng phải ông cũng đồng ý rút khỏi buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí ức mạch à, vậy cũng như đang nuốt lời thôi. Phương Tân Minh cuống lên, Tổng Giám Đốc Bách, cậu đừng có mà khinh người quá đáng. Bách tin hoành nhả ra một làn khói, tôi đang khinh người quá đáng đấy thì sao? Cậu không sợ tôi quay về giải trí ức mạch à? Ha ha, Phường Tân Minh, ông thật sự xem mình là món đồ chơi à? Ông đã hủy hợp đồng với giang sách ngay trước mặt, nếu bây giờ ông quay về, với tính khí của tên giang sách đó, liệu anh ta có cần ông nữa không? Ông hãy tỉnh táo lại đi. Bây giờ Phương Tấn Minh mới trợn tròn mắt. Anh ta nói rất đúng, với tính khí của giang sách sẽ không đời nào quay đầu lại. Thật ra Phương Tân Minh và Bách Tin Hoành chỉ giao hẹn qua miệng, hoàn toàn không có bản hợp đồng nào, tất nhiên mấy chuyện này cũng không được hợp đồng nào bảo vệ. Do đó Phương Tân Minh chỉ có thể ngậm bồ hòn. Cậu, Bách Tin Hoành, cậu thật gian xảo. Bách Tin Hoành khẽ lắc đầu nói, đàn ông không ngoan độc không phải là trượng phu nên ông không thể trách tôi được. Muốn trách thì hãy trách bản thân quả ngu ngốc. Bây giờ ông đã không còn là MC của giải trí ức mạch nữa nên ông cũng hết giá trị lợi dụng với tôi rồi tại sao tôi phải trả tiền cho một thứ chẳng hề có giá trị? Phương Tân Minh khóc không ra nước mắt. Tại sao ông ta lại ngu xuẩn như vậy chứ? Nếu ông ta không nghe lời Bách Tin Hoành thì bây giờ ông ta đã yên ổn làm MC cho buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí ức mạch vào tối nay rồi. Như vậy ông ta vừa có thể nâng cao danh tiếng, mà giá cắt xê 60 vạn cũng được chuyển vào tài khoản của mình không thiếu một xu. Bây giờ thì hay rồi. Không những không lấy được tiền cắt xê, mà còn phải bồi thường 60 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Bên ngoài ông ta còn nợ thêm tiền đánh bạc thua mấy chục vạn nữa. Ông ta càng nghĩ càng cuống quýt, càng nghĩ càng tức, mọi chuyện đều tại tên Bách Tin Hoành này hãm hại. Ông ta nghiến răng trừng mắt nói, Bách Tin Hoành, cậu dám chơi tôi, tôi sẽ liều mạng với cậu. Ông ta còn chưa kịp ra tay đã có hai vệ sĩ cao to vạm vỡ đi tới, rồi mỗi người một bên sách phương tân minh lên bách tin hoành nhả ra một làn khói nói miệng ông ta thổi qua các cậu hãy phun chút thuốc tẩy đi vâng một vệ sĩ cậy miệng phương tân minh ra còn vệ sĩ kia cầm chai thuốc tẩy đổ vào miệng ông ta phương tân minh đau đớn dẫy ruộng chẳng mấy chốc miệng ông ta đã sủi bọt mép rồi ngất xỉu cổ họng bị nhiễm độc thuốc tẩy sau này rất khó để mở miệng huống chi là tiếp tục làm mc coi như kế sinh nhai của phương tân minh đã hoàn toàn bị phá hủy các cậu hãy khiêng ông ta ra ngoài đi, rồi vứt ở cổng bệnh viện. Tuân lệnh, vệ sĩ khiêng phường Tân Minh ra khỏi văn phòng. Hoa tưởng dung bật ngón tay cái với Bách Tin Hoành, tổng giám đốc Bách, anh có thể không tốn một đồng đã loại trừ một nhân tài đắc lực của giải trí ức mạch vào tối nay, chiều này của anh thật cao tay. Chuyện này có đáng là gì? Bách Tin Hoành cười ha hả nói, đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi, cô cứ chờ mà xem, tối nay tôi phải khiến giải trí ức mạch sụp đổ hoàn toàn, mà lúc này, trong giải trí ức mạch đang nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi biểu diễn đêm giao thừa sắp sửa bắt đầu. Trong lúc bọn họ đang bận đến mức sứt đầu mẻ chán thì một chiếc BMW màu bạc ngừng ở cửa, rồi một người đàn ông mặc vest bước xuống xe. Anh ta bước vào tòa nhà, dưới sự dẫn đường của nhân viên lễ tân, anh ta đi vào văn phòng của Trình Đan Đình. Lúc này đúng lúc Giang Sách cũng đang ở đó, hai người đang bàn bạc về những chi tiết cuối cùng. Trình Đan Đình nhìn thấy người đàn ông đi vào thì sửng sốt mấy giây, sao anh ta lại tới đây? Người tới là nhà tài trợ lớn nhất cho buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí ức mạch vào tối nay giám đốc chi nhánh giang nam của cửa hàng châu báu hằng tinh cung tranh. Trình Đan Đình tốn rất nhiều công sức mới kéo được doanh nghiệp lớn như vậy làm nhà tài trợ. Còn hơn một tiếng nữa là buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sự cố gì. Buổi biểu diễn này vốn không kiếm được tiền, thậm chí còn hơi thua lỗ, nếu nhà tài trợ lớn nhất xảy ra vấn đề, vậy thì khoản tiền thâm hụt đó sẽ khó mà dự đoán được. Chương 334: Tâm lý cực kỳ biến thái. Nghe thấy câu này, cả Giang Sách và Trình Đan Đình đều biết chuyện không ổn rồi. Phải biết rằng, bọn họ chỉ mới sa thải Phương Tân Minh cách đây không lâu, tổng cộng chỉ có 30 phút, trong khoảng thời gian ngắn như thế, thậm chí ngay cả mấy nhân viên nội bộ của giải trí Ức Mạch cũng chưa biết được tình hình, sao cung tranh lại biết? Giang sách chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, bẫy liên hoàn. Bách tin hoành liên tục đưa ra bẫy để giải trí ức mạch sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù mất đi một MC sẽ tổn thất nghiêm trọng nhưng không đến nỗi bại liệt toàn bộ, cũng giống như người bị chặt đứt hai cánh tay, mặc dù rất đau khổ, nhưng nếu chữa trị kịp thời thì vẫn có thể sống sót. Nhưng nếu hút cạn khô máu của con người thì làm sao có thể sống sót? Cung tranh là nhà tài trợ lớn nhất của giải trí ức mạch, nếu anh ta quảng gánh không làm vậy thì giải trí ức mạch cứ đợi mà bị hút cạn máu, hoàn toàn không còn đường sống. Giải trí ức mạch vốn đã thua lỗ, bây giờ lại mất đi nhà tài trợ lớn nhất, rất có thể sẽ vì một buổi biểu diễn mà phá sản. Nhiều nhân viên như vậy lấy đâu ra tiền lương mà phát. Rồi còn tiền cắt xê của một tốp ca sĩ nữa. Không thể không nói chiều này của Bách Tin Hoành thật nham hiểm. Trình Đan Đình vẫn muốn ổn định cục điện, giám đốc cung, thật ra mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Chúng tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, là Phương Tân Minh mang dụng ý xấu, bức ép chúng tôi bất đắc dĩ mới. Tôi mặc kệ, cung tranh cười khẩy, tôi chỉ biết, lúc đó khi tôi ký hợp đồng với cô, rõ ràng đã yêu cầu Phương Tân Minh là MC chính. Bây giờ mấy người sa thải Phương Tân Minh là do mấy người làm trái điều khoản trước, nên tôi hoàn toàn có thể rút tiền tài trợ về, một xu cũng không đưa cho mấy người. Đừng, đừng, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà không cần thương lượng gì nữa, một là mấy người tìm Phương Tân Minh về, hai là tôi rút tiền tài trợ, hai người tự chọn đi. Trình Đan Đình hoàn toàn không có sức để chống đỡ trước những lời hùng hổ dọa người của cung tranh. Anh ta bảo bên cô ấy tìm Phương Tân Minh về ư. Ha ha, vậy bọn họ buộc phải trả mức giá cắt xê 500 vạn, hơn nữa ban nãy bọn họ tranh cái cứng rắn như vậy, liệu bây giờ có thể tìm người ta về được không? Nhưng nếu không tìm về sẽ mất đi nhà tài trợ lớn nhất nếu không có tiền, buổi biểu diễn sẽ bị đóng băng. Không còn sự lựa chọn nào khác, trước mắt gần như chỉ có thể trơ mắt nhìn buổi biểu diễn đêm giao thừa tổ chức xong, chứ không còn cách nào để cứu vãn nữa. Tại sao mọi chuyện lại đi tới nước này? Trình Đan Đình tuyệt vọng ngửa đầu thở dài, cực kỳ căm hận bách tín hoành, mọi chuyện đều do anh ta đứng sau lưng dở cho quỷ. Cô ấy vốn cho rằng tùy ý sa thải Phương Tân Minh rồi tìm một người thay thế là được, ai ngờ ngay cả nhà tài trợ lớn nhất cũng bị bách tin hoành mua chuộc. Bẫy nối tiếp bẫy. Suy cho cùng Trình Đan Đình chỉ là nhân viên chuyên ngành rất có năng lực làm việc, nên cô ấy đâu phải là đối thủ của Bách Tin Hoành trong mấy chuyện đấm đá với nhau như này. Cô ấy thua rồi. Cô ấy hoàn toàn thua rồi. Cung tranh rất hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Trình Đan Đình, anh ta chắp hai tay ra sau lưng, cực kỳ đắc ý nói, mấy người đừng nói tôi không nể tình, nếu trong vòng 20 phút hai người có thể tìm thấy Phương Tấn Minh thì tôi sẽ không rút tiền, còn nếu hai người không tìm được thì đừng trách tôi trở mặt không quen biết. suốt lời, anh ta ngồi xuống sofa, ung dung chờ đợi. Thật ra anh ta hoàn toàn không muốn đầu tư. Bởi vì anh ta biết dù Trình Đan Đình muốn tìm Phương Tân Minh cũng chẳng tìm được, bây giờ cổ họng của Phương Tân Minh đã bị nhiễm độc, nằm trong bệnh viện rồi, hoàn toàn là kẻ tàn phế. Chuyện rút tiền đã chắc như đinh đóng cột rồi sở dĩ anh ta còn ở lại đây chỉ vì anh ta muốn nhìn thấy Trình Đan Đình tuyệt vọng đến cỡ nào. Sở thích lớn nhất trong cuộc đời cung tranh là nhìn thấy người khác đau khổ vùng vẫy, nhưng lại tuyệt vọng chẳng còn đường sống. Tâm lý cực kỳ biến thái. Quả nhiên đúng như cung tranh dự đoán, sau khi cân nhắc hơn thiệt, Trình Đan Đình vẫn rút điện thoại ra định gọi cho Phương Tân Minh. Ai dè? Giang sách lại giữ tay cô ấy lại rồi khẽ lắc đầu. Trình Đan Đình không nhìn ra nhưng Giang sách thì có thể. Cú điện thoại này cũng chỉ công cốc mà thôi, ngoài việc càng khiến cung tranh hả hê ra thì chẳng còn tác dụng nào khác. Chương 335, tôi cũng cho anh 20 phút." Trình Đan Đình đau khổ nói, nhưng tổng giám đốc Giang, nếu tôi không gọi thì chúng ta sẽ tiêu đời. Giang Sách cười đáp, có tôi ở đây sẽ không sao đâu." Trình Đan Đình cạn lời, cô ấy thật sự không biết Giang Sách lấy đâu ra tự tin như thế. Nhà tài trợ lớn nhất đang ngồi ngay trước mặt sau 20 phút sẽ rút tiền, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn buổi biểu diễn lụi tàn theo lửa, tại sao giang sách vẫn có thể tươi cười chứ? Cô ấy chỉ nghe thấy giang sách khẽ nói, cung tranh, anh là giám đốc chi nhánh giang nam của châu báu hằng tinh đúng không? Cung tranh ngẩng đầu lên. Đúng vậy, châu báu hằng tinh của chúng tôi là doanh nghiệp châu báu đứng thứ ba trên thế giới. 80% tiền tài trợ cho buổi biểu diễn đêm giao thừa của các người đều do chúng tôi bỏ ra, nếu mất đi nguồn tài trợ của chúng tôi thì buổi biểu diễn lần này của giải trí ức mạch sẽ phải nợ nần đóng cửa. Anh có biết tính nghiêm trọng của nó không? Giang Sách gật đầu. Anh vươn tay sờ tấm thẻ vàng tượng trưng cho thành viên gia tộc Châu Báu Hằng Tinh trong túi quần, không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ ở Milan lại phát huy tác dụng vào lúc này. Giang Sách mở miệng nói, tôi cũng cho anh 20 phút. Hả? Trình Đan Đình và Cung Tranh cùng nhìn về phía Giang Sách, không biết anh đang nghĩ gì bọn họ chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Giang Sách, trong vòng 20 phút, một là anh tài trợ thêm cho giải trí ước mạch 3.000 vạn, hai là anh tự nhận lỗi nghỉ việc. Cung tranh nhìn Giang Sách như nhìn một thằng ngốc, anh đang kể chuyện cười gì thế? Rõ ràng bây giờ người bị bức ép là Giang Sách, sao nghe giọng điệu Giang Sách như thể anh đang nắm giữ nhược điểm của cung tranh vậy? Anh ta cực kỳ vui vẻ. Giang Sách, anh đúng là người hiếm thấy nhất mà tôi từng gặp. Anh nói cái gì, một là tôi phải thêm tiền, hai là tôi phải nghỉ việc sao? Anh có hiểu rõ tình hình không vậy? Nếu tôi không chi tiền vào thì giải trí ức mạch các anh. Sẽ tiêu đời, vậy mà anh còn giả vờ huynh hoang với tôi ư? Không được rồi, tôi sắp cười đến vỡ bụng rồi, để tôi nghỉ ngơi một lát. Trình Đan Đình cũng nhíu chặt mày, hoàn toàn không hiểu tại sao Giang Sách lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Cô ấy nhíu mày nhìn về phía Giang Sách tổng giám đốc giang anh có chắc là anh không kể chuyện cười không sau lưng cung tranh là châu báu hằng tinh là nhà tài trợ lớn nhất của chúng ta trong buổi biểu diễn lần này anh ta không cùng cấp bậc với phương tân minh anh đừng đối xử với anh ta như phương tân minh trình đan đình tới gần nói nhỏ vào tai giang sách tổng giám đốc giang tôi biết anh chưa bao giờ chịu cúi đầu nhưng vì tương lai của giải trí ức mạch anh hãy cúi đầu một lần đi được không bằng không giải trí ức mạch thật sự tiêu đời đó trên mặt giang sách vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Anh thở dài rồi tựa vào lưng ghế, sau đó hẹn đồng hồ 20 phút. Bây giờ bắt đầu tính giờ, giang sách từ tốn nói, cung tranh, tốt nhất anh hãy tranh thủ thời gian, nếu sau 20 phút anh không tài trợ thêm 3.000 vạn thì người khác sẽ ngồi vào vị trí của anh. Ha ha ha, giang sách, anh đang đe dọa tôi đấy à? Cung tranh giữ tợn nói, ông đây cũng muốn xem xem anh đuổi tôi xuống ghế bằng cách nào. Ngoài ra tôi còn nói cho anh biết, không cần phải đợi 20 phút nữa, bây giờ tôi sẽ khẳng định với anh rằng châu báu hằng tinh sẽ rút tiền tài trợ trong buổi biểu diễn đêm giao thừa lần này. Vậy anh cứ đợi chờ chết đi, đồ ngu. Giang sách không những không tức giận trước những lời hùng hổ của cung tranh, mà vẻ mặt còn cực kỳ bình tĩnh. chương 336, thật sự quá trùng hợp. Anh vươn tay móc điện thoại ra rồi mở danh bạ tìm một cái tên kỳ trấn sau đó anh ngồi ở đó bình tĩnh soạn tin nhắn gửi cho Kỳ Trần, rồi tắt điện thoại. Tất cả động tác đều chưa tới 2 phút. Chẳng có ai tò mò về hành động này của anh. Trình Đan Đình hơi đứng ngồi không yên, cô ấy quyết định thử khuyên nhủ Giang Sách lần cuối cùng. Tổng giám đốc Giang, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, mà mọi chuyện đều phải dựa theo lý trí, mục đích của chúng ta là tổ chức xong buổi biểu diễn để nổi tiếng ở khu vực Giang Nam bây giờ mọi chuyện anh làm hoàn toàn là đang giận dỗi. Nói trắng ra là anh có khác gì một đứa con nít đâu. Nhưng Giang Sách vẫn không bị lay động. Anh bình tĩnh nói, tôi sẽ không thay đổi chuyện mình đã quyết định. Trình Đan Đình thở dài, rồi trở về chỗ ngồi lắc đầu bất đắc dĩ, Giang Sách như cục đá trong hầm cầu, vừa thổi vừa cứng, nói cái gì cũng vô ích. Bây giờ cô ấy có hơi hối hận, tại sao mình lại tiếp nhận công việc trong giải trí ước mạch này chú? Cô ấy vốn tưởng rằng Giang Sách là người đàn ông không hề tầm thường, khiến cô ấy thay đổi ấn tượng về đàn ông, cho rằng trong số những người đàn ông vẫn còn người có lý trí, kiên cường. Nhưng hôm nay biểu hiện của Giang Sách đã khiến cô ấy quá thất vọng. Xem ra cuối cùng đàn ông vẫn là tên ngu xuẩn, mãi mãi không học được cách suy nghĩ vấn đề bằng lý trí. E rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của giải trí ức mạch chúng ta. Nghĩ đến đây, đáy lòng Trình Đan Đình cảm thấy rất khó chịu. Tích tắc, tích tắc. Thời gian 20 phút cũng không dài cho lắm nên nhanh chóng trôi qua. Cung Tranh đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người rồi chế giễu, "Hai vị, thật ngại quá, tôi sẽ hủy bỏ việc tài trợ vào tối nay, hai người cứ đợi mà ăn không khí đi." Anh ta vừa rời đi thì đột nhiên có người chạy tới gõ cửa văn phòng. "Mời vào." Giang Sách hờ hững nói. Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông có vóc dáng cao giáo đi vào, tay cầm một tập tài liệu. Nhìn thấy người đàn ông này, cả Cung Tranh và Trình Đan Đình đều sửng sốt, người tới là phó giám đốc chi nhánh Giang Nam của Châu Báu Hằng Tinh Dương Diệp Hoa. Trình Đan Đình khó hiểu ở chỗ cần gì phải tới hai người. Còn Cung Tranh khó hiểu ở chỗ hình như anh ta đầu gọi Dương Diệp Hoa tới, sao anh ta lại chạy đến đây? Chỉ thấy Dương Diệp Hoa cúi người với Giang Sách, rồi để tài liệu trong tay xuống bàn làm việc của Giang Sách. Tổng giám đốc Giang, đây là hợp đồng tài trợ mới nhất mà Châu Báu Hằng Tinh mới đề ra. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm chi phí tài trợ là 3.000 vạn. Mời anh xem qua. Boom! Cả cung tranh và trình đan đình đều trợn tròn mắt, đây là đâu tôi là ai? Tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ vậy? Rõ ràng cung tranh là giám đốc đã mở miệng ra nói sẽ rút tiền về, tại sao phó giám đốc lại chủ động tăng giá còn mang hợp đồng đến đây vậy? nội bộ của châu báu hằng tinh bị gì vậy cung tranh giận dữ gào lên dương diệp hoa má nó ai bảo cậu tới đây hả còn hợp đồng này nữa tôi có bảo cậu vạch nó ra không hợp đồng không có sự cho phép của tôi sẽ không có tác dụng pháp lý cậu có hiểu không dương diệp hoa cậu cút được rồi đấy ngày mai chủ động đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc đi đừng để tôi thúc giục cậu cậu nghe rõ chưa hả dương diệp hoa cười khẩy anh ta xoay người nhìn cung tranh rồi lạnh lùng nói người nên nộp đơn xin nghỉ việc là anh mới đúng cậu nói cái gì cung tranh anh đã bị công ty sa thải rồi cung tranh bật cười sa thải ư mẹ kiếp ông đây là giám đốc chi nhánh giang nam chỉ có tôi mới có quyền sa thải người khác chứ chẳng có ai có quyền sa thải tôi cậu là cái thá gì mà có quyền sa thải tôi dương diệp hoa bất đắc dĩ lắc đầu anh ta lấy đơn sa thải trong ngực ra đưa cho cung tranh anh tự đọc đi, đây là đơn sa thải do Tổng bộ Milan gửi qua, cung tranh anh đã bị gia chủ nhà họ kỳ Tổng bộ Châu Báu hằng tinh đích thân sa thải rồi. Bây giờ Dương Diệp Hoa tôi mới là giám đốc chi nhánh Giang Nam. Anh đã nghe rõ chưa? Chuyện này, cả người cung tranh run rẩy. chương 337, không phải là không cho bạn cơ hội. Cung tranh giật lấy đơn sa thải, trên đó viết rất rõ anh ta thật sự bị sa thải rồi. Ngoài ra, điện thoại của anh ta cũng nhận được tin nhắn, thông báo ngày mai anh ta tới công ty nhận đơn bị cách chức. Mọi chuyện đều đã chắc như đinh đóng cột. Không thể nào, không thể nào. Tại sao tôi bỗng bị sa thải? Tôi mới là giám đốc chi nhánh Giang Nam, tại sao tôi lại bị sa thải? Cung tranh giờ khóc giờ cười, thật sự không biết nên nói gì cho phải, mới nãy anh ta còn đắc ý mỉa mai giang sách, luôn mồm sẽ rút tiền về. Ai dè sau 20 phút, vị trí giám đốc của anh ta đã bị người khác thay thế. Giang sách đã nói chúng hết mọi chuyện. Anh ta tuyệt vọng ngã khuỵu xuống sàn, khó mà chấp nhận kết quả này. Để lên được vị trí giám đốc, anh ta đã khổ sở suốt 10 năm trời, không biết nịnh bợ, tặng quà bao nhiêu người, ai rẻ vừa mới lên chưa được nửa năm, tiền còn chưa kiếm đủ đã bị sa thải. Thua lỗ. Thật sự quá thua lỗ. Trong lòng cung tranh căm hận, tự dưng rảnh rỗi tranh giành vũng nước đục này làm gì? sớm biết thế này anh ta đã không nghe lời Bách Tin Hoành, mà tài trợ luôn cho giải trí ức mạch có phải tốt hơn không? Anh ta cứ nghĩ hại người sẽ kiếm được nhiều tiền. Ai ngờ lại làm mình thâm hụt. Giang sách lắc đầu hờ hững nói, tôi đã sớm khuyên anh rồi, nếu mới đầu anh chịu tài trợ thêm 3.000 vạn thì đầu đến nỗi rơi xuống bước đường này. Mọi chuyện đều do anh gieo gió gặt bão. Có những người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bọn họ hoàn toàn không nghe lọt lời nói của người khác chỉ khi nào chuyện thật sự xảy ra bọn họ mới hối hận nhưng đã muộn màng. Giang sách cầm bản hợp đồng trên bàn lên đọc lướt qua rồi nói, bản hợp đồng này không có vấn đề gì, bên tôi sẽ đồng ý, cảm ơn giám đốc Dương đã có lòng chạy tới đây. Dương Diệp Hoa xua tay nói, chuyện này có đáng gì đâu, Tổng Giám đốc Giang, sau này hai nhà chúng ta vẫn còn nhiều vụ hợp tác để thúc đẩy tình cảm mà. Tất nhiên rồi, Dương Diệp Hoa khách sáo với Giang sách mấy câu, rồi được Giang sách giữ lại, cùng thưởng thức buổi biểu diễn đêm giao thừa sắp sửa bắt đầu. Còn cung tranh, Giang sách lạnh nhạt nói, cung tranh, hình như anh không có vé vào xem buổi biểu diễn đêm giao thừa đúng không? Nếu đã như thế vậy thì mời anh rời khỏi giải trí ức mạch. À đúng rồi, anh có thể tới xem miễn phí buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí bả không đấy. Bởi vì tôi cảm thấy nhất định quan hệ giữa anh và Bách Tin Hoành sẽ rất tốt. Sứt lời, Giang sách phất tay bảo người đuổi cung tranh ra ngoài, dù cung tranh cầu xin thế nào cũng chẳng thèm đếm xỉa. Đây chính là cách mỗi người dùng mỗi thủ đoạn khác nhau mà Giang Sách đã nói. Không phải là không cho bạn cơ hội, mà là đã cho bạn cơ hội rồi nhưng bạn lại không biết quý trọng. Giang Sách xem giờ rồi nói với Trình Đan Đình và Dương Diệp Hoa, buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí Ức Mạch sắp sửa bắt đầu rồi, chúng ta cùng tới chỗ ghế VIP ngồi xem đi. Dưới sự mới mọc của Giang Sách, Dương Diệp Hoa cũng tiến vào hàng ghế VIP. Góc độ nơi này có thể quan sát tốt nhất màn biểu diễn của các ca sĩ trong buổi biểu diễn. Trình Đan Đình cúi đầu ngồi cạnh Giang Sách. Một lúc sau, cô ấy bỗng nói với Giang Sách, Tổng Giám Đốc Giang, tôi xin lỗi, tôi không nên không tin tưởng anh. Giang Sách nhún vai. Không sao đâu, cô đừng để trong lòng. Anh càng như vậy thì trong lòng Trình Đan Đình càng ái náy, cô ấy thả để Giang Sách mắng chửi cô ấy mấy câu, bây giờ cô ấy cảm thấy cực kỳ ái náy lúc này cô ấy mới biết hóa ra giang sách thật sự khác với những người đàn ông xấu xa kia. Có thể giữ mãi niềm hy vọng vào người đàn ông này. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu rõ giang sách làm được mọi chuyện bằng cách nào. Trình Đan Đình nảy sinh lòng tò mò nên hỏi, Tổng Giám Đốc Giang, anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh làm được bằng cách nào không? Giang sách giải thích, chuyện này rất đơn giản, tôi là bạn tốt của Chủ tịch Châu Báu Hằng Tinh. Hả, Chương 338, mấy chuyện này đều có thể dự đoán trước. Xuyệt, cô không được nói với người khác đấy. Trình Đan Đình dở khóc dở cười, sớm biết thế này cô ấy hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thảo nào mới đầu Giang Sách hoàn toàn không sợ hãi, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh thì cần gì phải sợ nữa. Trong tiếng cười khổ của Trình Đan Đình, buổi biểu diễn đêm giao thừa của giải trí Ức Mạch đúng giờ bắt đầu. Đầu tiên là Trương Tập Hiếu lên sân khấu trình diễn một bài để mở màn. Sau đó MC sẽ lên sân khấu. Nhưng khác với những gì mọi người nghĩ, lần này MC của giải trí ức mạch không phải là Phương Tân Minh người đứng đầu trong giới MC, mà là sở nhạc đồng một chàng trai vắt mũi chưa sạch trông cực kỳ lạ mắt. Mới đầu mọi người đều khó chấp nhận. Từ SSA biến thành N, Kim Cương biến thành Kim Cương pha lê, tranh lệch một trời một vực như vậy khiến người khác khó có thể chấp nhận rất nhiều khán giả dứt khoát chuyển kênh. Khán giả ở hội trường cũng bộc lộ tâm trạng bất mãn. Mấy chuyện này đều có thể dự đoán trước. Giang sách lặng lẽ ngồi ở đó, nhìn sở nhạc đồng dẫn chương trình, để xem anh ta dùng cách nào để xoay chuyển cục diện dưới tình huống mọi người đều bất mãn. Nhưng, hình như sở nhạc đồng sợ rồi, anh ta đứng im ở đó không nhúc nhích, cũng chẳng nói một câu. Mà cứ thế nhìn khán giả phát tiết cảm xúc. Anh ta đứng im suốt 3 phút phải biết rằng một buổi biểu diễn có thời gian trong 3 phút là chuyện cực kỳ đáng sợ, mọi người đều cảm thấy sở nhạc đồng đã mơ màng, sắp phá hủy buổi biểu diễn rồi. Chán trình đan đình toát mồ hôi lạnh. Tên lính mới này vừa vào nghề chưa được một năm nên không thể dựa dẫm được. 3 phút sau, mọi người cũng mắng chửi đủ rồi, cũng phát tiết hết tâm trạng bất mãn. Sở nhạc đồng mới cầm micro lên cười hì hì rồi từ tốn nói, mọi người đều mệt rồi đúng không? Bây giờ đến lượt tôi rồi. Phụt, khán giả ở hội trường bị chọc cười trước câu nói này, mọi người đã gặp qua người hèn hạ nhưng chưa thấy ai hèn hạ như anh ta. Hóa ra ban nãy sở nhạc đồng không lên tiếng là vì tâm trạng khán giả quá chống đối, nói không lại khán giả, nên mới đợi khán giả nói mệt rồi bản thân mới lên tiếng. Anh ta vừa mở miệng đã chọc khán giả tức đến mức bật cười, chuyện này cũng thật sự là một bản lĩnh. Thật ra con người là thế, cũng không phải chuyện gì lớn nên phát tiết xong thì nở nụ cười, rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua. Sở Nhạc Đồng vững vàng khống chế tâm lý khán giả. Sau đó, anh ta nói ra một tràng lời pha trò chọc khán giả cười ha hả, buổi biểu diễn như biển thành đại hội tấu hài, mọi người lần lượt chút gánh nặng, khán giả càng xem càng thích. Tâm trạng chống đối lúc trước cũng dần biến mất. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Sở Nhạc Đồng đã khiến mọi người tiếp nhận anh ta, từ chống đối đến tiếp nhận chỉ trong mấy phút, Sở Nhạc Đồng thật sự rất có thiên phú trở thành MC sau đó buổi biểu diễn tiến hành bình thường từng ngôi sao lớn lần lượt lên sân khấu chẳng còn ai nhớ đến phương tân minh là ai đồng thời xảy ra một chuyện cực kỳ thú vị khán giả không những không chống đối sở nhạc đồng ngược lại còn cực kỳ nhớ anh ta bởi vì chỉ nghe hát sẽ khó tránh khỏi rất khô khan nên sở nhạc đồng gánh trọng trách pha trò cực kỳ tốt khiến khán giả nghe xong đều bật cười ha hả bầu không khí ở hội trường vô cùng vui vẻ chứng kiến cảnh tượng này cuối cùng Trình Đan Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy dám kết luận, chỉ cần đi theo tiết tấu này thì sau khi buổi biểu diễn lần này kết thúc, chắc chắn giá trị của sở nhạc Đồng sẽ tăng vọt, thậm chí còn có thể tiến vào hàng ngũ MC hạng A. Nghĩ đến đây, cô ấy không thể không khâm phục ánh mắt nham hiểm của Giang Sách. Giang Sách đang xem biểu diễn thì điện thoại đổ chuông, anh lấy ra xem thì thấy là vợ mình Đinh Mộng Nghiên gọi tới. "Alo, Mộng Nghiên." Giang Sách giao thừa tối nay anh có về nhà không? Anh xin lỗi, anh đang làm việc, có lẽ sẽ về nhà muộn một tí, em có chuyện gì gấp không? Đầu dây bên kia im lặng mấy giây. Em cũng không có chuyện gì gấp gáp, mà chỉ thuận miệng hỏi thôi, vậy anh cứ làm việc đi, em cúp máy đây. Tốt. Giang sách nhìn màn hình điện thoại, bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trình Đan Đình khẽ lắc đầu cười nói, xem ra vợ anh rất muốn anh về nhà cùng cô ấy. Hả? chẳng phải chuyện này rất bình thường à. Lúc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới, ai mà chẳng muốn ở bên cạnh người mình yêu. Trình Đan Đinh ho một tiếng rồi đề xuất, chuyện bên này đã giải quyết ổn thỏa rồi, Tổng Giám Đốc Giang, hay là... Anh về nhà tụ họp với gia đình trước đi. Giang sách ngẫm nghĩ, tôi sẽ đợi thêm nửa tiếng nữa, nửa tiếng sau tôi sẽ quay về. Tại sao anh phải đợi thêm nửa tiếng nữa? chương 339, Định Khải Sơn muốn phát điên. Giang sách giả vờ thần bí nói, đến lúc đó cô sẽ biết thôi. Bên này, nhà họ Đinh ở số 33 tiểu khu danh huyền. Bây giờ ở nhà họ Đinh, cả nhà Đinh Mộng Nhiên đang ngồi vây quanh bàn ăn đầy ắp thức ăn, cùng thưởng thức những món ngon. Ngoài nhà họ Đinh, còn có đồng nghiệp cũ của Đinh Khải Sơn là Vương Chí Vinh dẫn theo con gái và con rể cùng tới dùng bữa, mọi người quây quần cùng nhau thưởng thức món ngon từ lần trước con rể Vương Trí Vinh là từ thông bị Giang Sách sỉ nhục một trận thì luôn ghi hận trong lòng. Lần trước, Giang Sách dùng thư pháp của đường Bá Hổ và mời Lăng Giao đến trình diễn ca khúc đã sỉ nhục từ thông đến mức không có chỗ dung thân, kể từ đó từ thống luôn chờ đợi cơ hội để trả thù. Anh ta cứ đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi tới đêm giao thừa hôm nay, ai rẻ tên Giang Sách đó lại tăng ca ở công ty, chưa về nhà. Từ thông đã chuẩn bị một bụng từ nói móc, ai ngờ lại không có chỗ để dùng đến. Nên anh ta rất lúng túng. Mắt thấy Đinh Mộng Nhiên cực kỳ mất mát cúp điện thoại, từ thông liền biết bọn họ đã nói những gì, trong đầu anh ta nảy ra một suy nghĩ sâu xa. Anh ta cố ý ho một tiếng, lạ lùng nói, chật chật, Mộng Nhiên, chẳng phải gian sách nhà các cô một tháng không được 8.000 tệ sao. Anh ta nhận được số tiền ít ỏi như vậy còn phải tăng ca vào đêm giao thừa, cũng thảm thương quá rồi đó vương phượng nhã vợ của anh ta cũng phụ họa chuyện này cũng còn cách nào đâu nhân viên tầng dưới chót là thế đó nhận được tiền lương ít nhất nhưng lại làm việc mệt nhất người càng vô tích sự thì càng cực khổ sắc mặt người nhà họ đinh đều trở nên khó coi từ thông vẫn không buông tha nói không ngờ vào ngày giao thừa thể này mà cũng phải tăng ca thậm chí còn không về nhà nhất định là tình cảm vợ chồng sẽ bất hòa cố ý trốn ra ngoài rồi gì mà đang tăng ca ở công ty có quỷ mới biết liệu anh ta có đang ôm ấp say ngất ngây với cô em nào không. Mặc dù từ thông là đàn ông những lời nói còn độc địa hơn đàn bà. Những lời kia vừa thốt ra đã khiến Đinh Mộng Nhiên cảm thấy rất khó chịu, cô không hề sợ giang sách sẽ trêu hoa gẹo nguyệt ở bên ngoài, nhưng là một phụ nữ, vào đêm giao thừa mà người đàn ông của mình lại lựa chọn tăng ca chứ không phải ở bên cạnh mình thì thật sự rất cô đơn. Càng đông người, cảm giác cô đơn này càng trở nên sâu sắc hơn. Đinh Mộng Nhiên cúi đầu, đặt đũa xuống và khẽ cắn môi muốn tức giận cũng không biết phải tức giận như thế nào tất cả những gì còn lại chỉ còn là nỗi tuổi hơn định khải sơn thấy con gái mình bị bắt nạt thì tỏ vẻ khó chịu tức tối nói từ thông cậu nói gì vậy giang sách nhà chúng tôi là một người trung hậu thật thà trước giờ chưa hề làm mấy chuyện bậy bạ như vậy thật sao vương trí vinh cười khải sơn à không phải tôi nói ông nhưng sao ông chẳng hề đề phòng gì hết vậy giang sách nhà mấy người nhìn qua thì trong hậu thật thà nhưng thực tế thì sao? Ngay cả người như lang dao cũng dụ dỗ được, huống chi là những cô gái bình thường khác. Bây giờ miệng thì nói là tăng ca nhưng ai biết thật ra đang làm cái gì chứ? Định Khải Sơn muốn phát điên. Bầu không khí trên bàn trở nên kỳ lạ. Từ thông nhìn thấy cũng sắp đến giờ, bèn lấy từ phía sau ra một cái hộp xinh đẹp đặt ở trên bàn. Nhân ngày chào năm cũ đón năm mới, ba, con tặng ba một món quà. Ba mở ra xem thử có thích hay không. Ban đầu, món quà này định mở ra trước mặt Giang Sách để làm bẽ mặt anh. Đáng tiếc là Giang Sách lại không ở đây. Nhưng không sao, Giang Sách không có ở đây thì còn có vợ, ba vợ, mẹ vợ của Giang Sách đều ở đây, làm nhục họ cũng giống như làm nhục Giang Sách. Chương 340, bây giờ có ai còn sử dụng thứ này chứ? Cuộn băng này rất cũ, lại bẩn và rách, là loại của thế kỷ trước. Bây giờ có ai còn sử dụng thứ này chứ? hơn nữa thứ này chỉ có 4 năm tệ một hộp, vậy mà cũng lấy ra khoe ư?" Đinh Khải Sơn cười nói, "Từ Thông, không phải mỗi năm cậu kiếm được cả trăm vạn à? Sao lại tặng cho ba vợ một cuốn băng như vậy, thật quá keo kiệt đúng không?" Sắc mặt của Vương Chí Vinh cũng rất khó coi, không biết con rể đang làm cái quái gì đây. Từ Thông mỉm cười, mở ứng dụng di động lên, dò kênh radio và nói, "Ba à, cuốn băng này có những bài hát khi ba còn trẻ yêu thích nhất." Trong ngày chào năm cũ đón năm mới, ba có thể bấm vào bất kỳ bài hát nào, chỉ cần đó là bài hát mà ba bấm vào thì con sẽ yêu cầu đài phát thanh phát cho ba nghe. Không chỉ riêng ba nghe được mà bạn bè trên khắp mọi miền đất nước đều nghe được. Ba, để mọi người cùng nhau chúc phúc cho ba nhé. Vương Chí Vinh hớn hở, thì ra là như vậy. Ông ta hắng giọng, cầm cuộn băng lên và bấm vào một bài hát có tựa là Hai con bướm. Khi ba còn trẻ, bài hát này rất nổi tiếng từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều phát bài hát này. Vậy thì bấm bài này đi, ba thích nghe. Từ thông gật đầu, dạ, vậy con sẽ yêu cầu phát bài hát hai con bướm cho ba. Nói xong lập tức gọi điện thoại cho người của nhà đài, chưa đầy một phút nhà đài đã phát ra bài hát từng nổi đình nổi đám khắp các ngõ phố lúc bấy giờ. Bên bàn ăn, tiếng hát vang vọng. Vương Chí Vinh lắng nghe một cách say mê, sau đó lại liên tiếp nhấp vào các bài hát khác như Trận tuyết cuối cùng của năm 2002, chuột yêu gạo, cầu Phật, hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ của mình. Người nhà họ Đinh ngồi đó đầy gượng gạo, nhìn người nhà họ Vương đang khoe khoang đến bốc mùi. Từ thông cố ý nói với Đinh Mộng Nghiên, đúng rồi Mộng Nghiên à, giang sách đã tăng ca, hôm nay lại là ngày lễ lớn, cũng phải có món quà tặng cho cô hoặc bác trai chứ nhỉ. Không tặng gì cả thì hơi tệ đó. Ha! Đinh Mộng Nghiên lại lúng túng. Đúng là giang sách không chuẩn bị gì cho cô, đừng nói là món quà đắt tiền, ngay cả một bó hoa cũng không có. Đinh Khải Sơn sốt ruột trơ mắt nhìn, cầm điều khiển lên và bật tivi, mở âm thanh ở mức tối đa. Được rồi, được rồi, đừng nghe đài phát thanh gì đó nữa. Xem tivi đi. Đêm nay có một buổi biểu diễn giao thừa, nghe các ca sĩ nổi tiếng hát còn hay hơn đó. Giữa công ty giải trí ức mạch và công ty giải trí bá khổng, họ thực sự lựa chọn công ty ức mạch, không phải vì họ có tình cảm với ức mạch mà chỉ vì họ đều biết các ca sĩ ở đó. Bên bá không toàn các ca sĩ tiểu thịt tươi nên họ không biết mấy. Đang nghe thì điện thoại di động của Đinh Mộng Nhiên đổ chuông. Reng reng, reng reng, Đinh Mộng Nhiên liếc nhìn thì thấy là Giang Sách đang gọi. Lúc này gọi điện tới để làm gì chứ? Đinh Mộng Nhiên buồn vui lẫn lộn, vui là vì Giang Sách vẫn còn nhớ đến cô, còn buồn là Giang Sách không ở bên cạnh cô. Từ thông cũng nhìn thấy tên người gọi, hớn hở nói, thằng nhóc này còn mặt mũi mà gọi điện thoại về à. Mộng nhiên, cô hỏi anh ta xem đêm nay đang lêu lỏng với con hồ ly nào thế. Đinh Mộng Nhiên hừ giọng và bấm phím nghe điện thoại. Alo Mộng Nhiên, em có nghe không? Có. Giọng điệu của Đinh Mộng Nhiên lạnh lùng đến đáng sợ, như thể cô vừa bước ra khỏi hầm băng, bị đóng băng ba thước vậy. Ai cũng nhận ra là tâm trạng của Đinh Mộng Nhiên rất tồi tệ vào ngày chào năm cũng đón năm mới lại bị người ta chọc giận tại chính ngôi nhà của mình ai mà không khó chịu chứ? Mộng Nhiên, anh xin lỗi, đêm nay anh không thể ở nhà với em được. Giang sách nói với vẻ ảnh này. Không sao, công việc của anh là quan trọng nhất. bất cứ ai cũng có thể nhận ra được là Đinh Mộng Nhiên đang miệng nói một đằng mà trong lòng nghĩ một nẻo. Phụ nữ chính là vậy, càng nói không sao thì lại càng có sao, đàn ông luôn luôn bị lừa bởi hai từ này. Cô ấy nói không sao mà bạn lại thật sự cho rằng không sao, cuối cùng cứ chờ bị mắng một trận thẩm tệ đi. Cũng may Giang Sách không phải là kẻ ngu ngốc như vậy, anh đã sớm nhận ra Đinh Mộng Nhiên không vui. Mộng Nhiên, em có đang xem TV không? Có. Có phải là buổi biểu diễn đêm giao thừa của công ty giải trí ước mạch không? Phải. Đinh Mộng Nhiên chỉ trả lời một từ, không chỉ lạnh lùng mà còn có vẻ bức bối, cảm xúc bị đè nén như sắp nổ tung mươi 341, cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc. Lúc này, Giang Sách nói một câu khiến cô khó hiểu. Mộng Nhiên, đừng thay đổi kênh, cứ yên lặng lắng nghe bài hát trước mắt. Sau bài hát này, anh đã chuẩn bị cho em một món quà, hy vọng em sẽ thích. Nói xong thì cúp luôn điện thoại. Đinh Mộng Nhiên lờ mờ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quà ư, nghe xong bài hát này, Giang Sách đang làm cái quái gì vậy? Từ thông cười, ha ha tên giang sách này thật sự là một tên bùn xỉn, tôi đoán là bài hát tiếp theo là một bài tình ca nên anh ta định mượn hoa dân Phật đây mà. Anh ta định nói bài hát này là món quà tặng cho cô Trăng. Thực ra, anh ta không hề tốn một đồng nào, còn tỏ vẻ giỏi lắm vậy đó. Chật chật chật, bàn về mấy tên bùn xỉn, không ai có thể so sánh được với tên kỳ bo kia của nhà mấy người. Khuôn mặt của Đinh Mộng Nhiên không giấu được vẻ thất vọng. Định Khải Sơn lại rất tin tưởng và ủng hộ con rể, Ông nói, Mộng Nghiên, Sách Nhi đã nói muốn tặng quà cho con thì sẽ tặng. Con yên tâm đi, rất nhiều lần như vậy rồi, có lần nào Sách Nhi khiến con thất vọng đâu chứ? Từ thông lắc đầu. Bác à, bác thật khờ khạo đến mức đáng yêu. Anh ta tặng quà ư, có thể tặng quà gì chứ? Chẳng lẽ có thể lấy món quà từ trên TV ra được sao? Mọi người à, đừng tự lừa mình dối người nữa, tốt nhất hãy chấp nhận sự thật đi. Giang sách chính là muốn mượn hoa dâng Phật thôi, anh ta có thể làm chuyện này cũng coi như không tệ, ít nhất anh ta cũng không quên mọi người. Muốn nhiều hơn à, thôi đừng mong đợi nữa. Dù sao một người có thu nhập 8.000 tệ một tháng thì có thể mua được cái gì chứ? Những câu nói vô cùng hợp tình hợp lý. Đúng vậy, giang sách còn không ở nhà thì tặng quà gì được chứ? Tặng như thế nào đây? Nếu nói là nhờ người đến tặng quà thì còn đáng tin hơn, đằng này giang sách lại bảo họ xem tivi chờ quà, ha ha, quà từ trong tivi có thể chạy ra ngoài được ư. Đúng là một trò đùa quốc tế. Đinh Mộng Nhiên lắc đầu rồi đứng dậy, con ăn xong rồi, con đi nghỉ ngơi trước đây. Cô muốn về phòng. Định Khải Sơn lập tức ngăn lại, con làm gì mà vội vàng như vậy. Cứ xem xong món quà của sách nhi là gì rồi hãy đi. Con gái à, ngay cả chồng mình mà con cũng không tin ư. Không biết vì sao mà lúc này Đinh Khải Sơn rất tin tưởng giang sách có lẽ là do Giang Sách đã nhiều lần giúp ông giải quyết vấn đề nên giờ đây Đinh Khải Sơn đã tin tưởng Giang Sách đến tận xương tủy. Đinh Mộng Nhiên thở dài. Cô quyết định cho Giang Sách thời gian là một bài hát. Sau khi nghe xong bài hát này sẽ xem thử Giang Sách đã chuẩn bị món quà gì cho cô, nếu thật sự giống như từ thông đoán là mượn hoa dâng Phật thì. Khi đó cô thực sự không biết phải làm thế nào. Mỗi một giây của bài hát trôi qua đều là sự dày vò, mọi người đều đặt đũa xuống cùng nhau xem tv ai cũng muốn biết giang sách đang dở cho gì cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc người dẫn chương trình sở nhạc đồng bước ra sân khấu sau một vài lời nhận xét hài hước anh ta thông báo với mọi người một chuyện có một vị tên là giang sách bởi vì buổi tối tăng ca nên không thể đón năm mới cùng vợ vì vậy mà rất tiếc nuối anh ấy muốn xin lỗi vợ mình nên đã chuẩn bị một món quà bây giờ anh ấy muốn tặng món quà này trước mặt mọi người đang xem tv Vừa dứt lời, tiếng pháo hoa vang lên. Có tiếng pháo nổ vang, trong tích tắc, màn hình TV chuyển sang nhiều màn hình nhỏ, trên mỗi màn hình đều đang trình diễn pháo hoa. Toàn bộ thành phố Giang Nam chìm trong biển pháo hoa. bum, bùm Chương 342, có phải là đã bao người tình ở bên ngoài không? Cả thành phố Giang Nam, nơi nơi đều bắn pháo hoa, phải trả bao nhiêu tiền mới đủ đây? Giang Sách vì Đinh Mộng Nghiên, thật sự đã làm hết sức có thể. Định Khải Sơn vui sướng ngất ngây, đứng dậy đi ra cửa, nhìn loạt pháo hoa trên bầu trời mà miệng cười đến mức không khép lại được. Tốt, tốt, sách nhi, thật không hổ danh là con rể của tôi. Thật ra tôi cũng muốn tặng một món quà lãng mạn như vậy, nhưng lại chẳng có nhiều tiền, sách nhi đã làm được chuyện mà tôi đây không làm được, giỏi. Đinh Mộng Nhiên sung sướng tới mức khẽ bật cười thành tiếng. Giờ phút này, cô chỉ còn cảm thấy hạnh phúc. Những gì Giang Sách đã làm cho cô, quả thật vô cùng kỳ diệu. Nhưng mà, món quà vẫn chưa kết thúc. Trên TV, người dẫn chương trình sở nhạc đồng thông báo tiết mục tiếp theo là một bài hát kinh điển của siêu sao Tạ Thính Phong, bài hát Cảm ơn tình yêu. Giữa tiếng hò reo của khán giả, Tạ Thính Phong cầm micro lên sân khấu. Câu đầu tiên là, bài hát này dành tặng cho vợ của anh Giang Sách, cô Đinh Mộng Nghiên. Cũng dành tặng cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Hy vọng mọi người sẽ thích. Siêu sao chút hết tình cảm để biểu diễn. Món quà này quá quý giá, cao cấp hơn nhiều so với mấy bài hát trên đài phát thanh kia. Nghe bài hát hay, ca từ đẹp đẽ mà đôi mắt của Đinh Mộng Nhiên ươn ướt. Vui đến nỗi rơi nước mắt. Giang Sách thực sự đã tặng cho cô một món quà, mặc dù anh không về những tấm lòng này cũng đủ để trân quý rồi. Đinh Khải Sơn trở lại chỗ ngồi, liếc nhìn cuộn băng trên bàn nói, Chí Vinh, Từ Thông Bây giờ đã là niên đại gì rồi mà còn đặt bài hát trên đài phát thanh, thật là vô vị. Lúc nào đó mấy người cũng học hỏi con rể của tôi, bảo siêu sao hát một bài hát trước mặt người dân cả nước nha. Mặt mao của Từ Thông đỏ bừng. Đó là buổi biểu diễn đêm giao thừa của công ty giải trí Ức Mạch, mỗi khách mời đều là những ngôi sao đắt đỏ, anh ta mời một người cũng không nổi chứ đừng nói đến việc mời hát trước người dân cả nước. Từ Thông không hiểu nổi, dựa vào cái gì chứ? dựa vào giang sách một kẻ có mức lương tâm ngàn tệ một tháng mà có thể mời được siêu sao ư lại còn có thể thuyết phục quản lý của công ty giải trí ước mạch cho phép anh tặng quà vào một đêm quan trọng như vậy đúng thật là đinh khải sơn thừa thắng xông lên nói với vương phượng nhã phượng nhã cháu nhìn xem pháo hoa bên ngoài đều là món quà của giang sách nhà chúng tôi gửi tặng con gái bác đấy đêm nay cả thành phố giang nam đều tỏa sáng và con gái bác chật 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 tại sao cùng là đàn ông mà từ thông của cháu lại không bày tỏ gì vậy? Cậu ta không tăng nổi pháo hoa thì tặng mấy pháo kép cũng được mà, ăn mừng chút thôi cũng được, sao mà không tặng gì hết vậy? Vương Phượng nhã cúi đầu, không còn gì để nói. Định Khải Sơn vui đến mức cười không khép được miệng, mặc dù tiền lương giang sách nhà chúng tôi chỉ có 8 ngàn một tháng nhưng nó không tiêu xài hoang phí, rất khắt khe với bản thân. Tiền của thằng bé đều để dành cho ba mẹ vợ và vợ, đó mới là người đàn ông tốt. Ông quay lại nói với Vương Chí Vinh, ngược lại từ thông nhà mấy người lại chẳng ra gì, mỗi năm kiếm được cả trăm vạn mà lại tặng cho ông một cái băng hỏng năm tệ, hơn nữa lại quên bén mất cả vợ của mình. Tôi rất muốn biết, tiền của cậu ta đã đi đâu hết rồi. Có phải là đã bao người tình ở bên ngoài không? Từ thông vỗ bàn rồi đứng bật dậy, bác trai, xin hãy tự trọng. Định Khải Sơn vui vẻ, tôi chỉ nói vậy thôi, cậu làm gì mà kích động dữ vậy? Tục ngữ nói đúng, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu cậu không có gì thì tôi có nói bao nhiêu cũng vô ích, không phải sao. Nhưng nhìn cậu kích động như vậy, có phải đã bị nói trúng tim đen rồi không? Phải công nhận Đinh Khải Sơn cũng thật là cay độc. Từ thông tức giận đỏ mặt tía tai. Năng lượng dồn dập trước đó biến mất không còn tâm hơi, một lần nữa, anh ta lại bị đánh bại thảm hại. Tại công ty giải trí ức mạch, trong phòng VIP ở buổi hòa nhạc đêm giao thừa trình đàn đình nhìn tạ thính phong đang hát một cách thâm tình trên sân khấu trong lòng không khỏi nổi lên một chút ghen tuông cũng không biết bắt đầu từ bao giờ người đàn ông tên giang sách kia đã chiếm một vị trí nhất định trong trái tim cô ấy đây là điều mà trước đây trình đan đình nghĩ cũng không dám nghĩ đến từ nhỏ đến lớn trình đan đình đã luôn là một cô gái thông minh lanh lợi dường như không có chuyện gì là cô ấy không làm được đàn ông trước mặt cô ấy đều là một đám cặn bã Cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người đàn ông khiến cô ấy động tâm, chiếm vị trí trong trái tim cô ấy, cho đến khi giang sách xuất hiện. Trình Đan Đình cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Lần đầu tiên rung động lại nhìn chúng một người đã có vợ. chương 343, xấu hổ đến mức khó có thể mở lời. Cô ấy bất lực lắc đầu, thở dài, tổng giám đốc giang. Chuyện ở đây cứ giao cho tôi xử lý, anh về nhà trước đó, trong nhà chắc chắn đang có một người đợi anh, Câu này là lời thật lòng xuất phát từ tận đáy lòng cô ấy ư. Dĩ nhiên là không. Đương nhiên là Trình Đan Đình hy vọng người đàn ông mà mình thích có thể ở bên cạnh mình, nhưng đồng thời cô ấy cũng hiểu rõ, trái tim của anh vốn đã không đặt ở đây, có giữ anh lại cũng vô dụng. Nếu đã không có được, vậy thì đừng có bất cứ vọng tưởng nào nữa. Trình Đan Đình luôn là một người quyết đoán. Giang sách đứng dậy, giữ tay áo, chào tạm biệt với từng người rồi rời khỏi. 40 phút sau, anh về đến nhà. Vừa bước vào nhà, Giang Sách đã thấy người nhà họ Đinh và người nhà họ Vương cùng ngồi quây quần bên bàn ăn cơm. Sắc mặt người nhà họ Vương trông có vẻ không tốt lắm, hẳn là đang bị chọc tức. Mặc dù nguồn gốc của tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ Giang Sách, nhưng bản thân anh lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy con rể đã về, Đinh Khải Sơn là người đầu tiên đứng dậy, cười kha kha nói, con rể hiền, sao về muộn thế, ba đang đợi con đấy nào nào nào, mau qua đây ngồi với ba. Giang sách gật đầu, bước tới ngồi giữa Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nghiên. Đinh Khải Sơn rất yêu quý người con rể này, chỉ thiếu điều coi anh là tổ tông mà cung phụng. Tô cầm kéo tay áo Đinh Khải Sơn, ra hiệu cho ông. Được rồi, ông cũng không cho Mộng Nghiên nói gì với sách nhi hả? Lão già nát rượu nhà ông cứ nói rông nói dài mãi không xong. Đinh Khải Sơn bật cười khà khà, cuối cùng cũng buông tha cho giang sách, để anh nói chuyện với Đinh Mộng Nhiên. Chỉ có điều, Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên đều thuộc tuyết người ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng là cả hai đều thích nhau, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói với đối phương. Nhưng cả hai chỉ liếc nhìn nhau, sau đó cùng đỏ mặt mà cúi đầu xuống. Xấu hổ đến mức khó có thể mở lời. Màn pháo hoa trước đó cùng bài hát mà Tạ Thính Phong hát tặng đều khiến Đinh Mộng Nhiên vui sướng dạo dực như mở cờ trong bụng, muốn nói gì đó nhưng lại ngại mở lời hai người họ như vậy khiến đinh khải sơn rất sốt ruột ai ra hai đứa đã là vợ chồng với nhau 5 năm rồi còn xoắn suýt vặn vẹo cái gì chứ tô cầm lườm ông ông tưởng ai cũng như ông chắc mặt dày không thể tả nổi người nhà họ đinh cười cười nói nói vui vẻ hòa hợp bọn họ càng vui vẻ người nhà họ vương càng khó chịu vốn đĩ mục đích người nhà họ vương đến đây là để khiến người nhà họ đinh khó chịu bây giờ không những không đạt được mục đích mà khiến đối phương vui sướng không thôi, làm sao mà họ chịu được. Thật khéo, đúng lúc này trên TV xuất hiện một vị khách mời vô cùng quan trọng, Lăng Giao. Đồng thời, công ty giải trí bá khổng cũng cho hoa tưởng dung lên sàn, đội oan gia này cũng đồng thời xuất hiện, màn PK cây cách không gian bắt đầu. Từ thông căm hận công ty giải trí ức mạch và Lăng Giao đến tận xương tủy, vì đám người bọn họ hại anh ta thu giang sách hết lần này đến lần khác. Thế là, anh ta liền cười một cách nham hiểm mở điện thoại ra, ấn vào Weibo, tìm một cuộc PK đang diễn ra, hai bên đối đầu trong trận PK đó chính là Lang Giao và Hoa Tưởng Dung. Từ thông nói, mọi người nhìn mà xem, bây giờ trên Weibo đang có một trận PK, Lang Giao và Hoa Tưởng Dung cùng tiến hành PK bỏ phiếu, xem hiện tại ai là minh tinh lưu lượng tuyến 1, ai mới là Hoa Khôi hoàn toàn không xứng đáng với danh hiệu. Fan hâm mộ của hai người bọn họ đều đang điên cuồng bỏ phiếu, trước mắt số phiếu bầu đang tương đương nhau. Định Khải Sơn tỏ vẻ khinh thường, nói cái này còn phải đấu sao? Đương nhiên là Lăng Dao sẽ thắng rồi, Lăng Dao xinh đẹp như vậy, nếu nói có cô gái nào xinh đẹp hơn Mộng Nghiên nhà chúng ta thì bác chỉ công nhận mỗi Lăng Dao thôi. Hơn nữa người ta còn hát hay diễn giỏi, miệng lưỡi ngon ngọt, cô ấy mà không thắng thì thiên lý bất dung. Cái cô hoa tưởng dung là gì chứ? Ngoài bộ ngực to như bò sữa ra cô ta còn có tài năng gì? cũng chỉ có đám người đầu óc ngu xuẩn mới thích cô ta thôi rõ ràng là đinh khải sơn đã kiên quyết đứng về phía lăng dao nhưng từ thông lại lắc đầu anh ta cười nói bác trai cháu lại không đồng ý với bác lăng dao tốt thì tốt thật đấy nhưng quá bình thường không có bất cứ tin tức bên lề nào lưu lượng vốn không cao một minh tinh như vậy lúc nào cũng có thể bị người khác thay thế còn hoa tưởng dung lại khác cô ấy là đại minh tinh tự mang lưu lượng trên người chỉ cần cô ấy xuất hiện ở đâu là sẽ có đề tài để cư dân mạng bàn tán và vô vàn tin tức khác nhau. những năm gần đây, không phải cứ hát hay diễn giỏi là có thể lăn lộn được lâu trong giới giải trí. suy cho cùng, có nổi tiếng được hay không còn phụ thuộc vào khả năng tạo độ hot của ngôi sao đó. rõ ràng là Hoa Tưởng Dung mạnh hơn về điểm này. vì thế, cháu thấy lượng fan hâm mộ của cô ấy vượt xa Lang Giao. trận pi cây tối nay, Hoa Tưởng Dung thẳng chắc từ thông kiên định đứng về phía hoa tưởng dung. Hai nhà này vốn dĩ đã bằng mặt không bằng lòng, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội để chèn ép nhau. Định Khải Sơn hừ lạnh một tiếng, nhóc con, cháu thì hiểu gì chứ? chương 344, ngộ nhỡ thua thì phải làm sao? Từ thông lắc đầu, đáp bác trai, bác cũng đừng mắng người, cháu cũng đâu có cố chấp ương ngạnh đầu. Tất cả cứ để hiện thực lên tiếng đi, thời gian bỏ phiếu cho trận PK là 3. 10 phút, mọi người cứ chờ mà xem đợi đến khi hết thời gian bỏ phiếu phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về hoa tưởng dung đinh khải sơn tỏ vẻ khinh bỉ quay mặt đi từ thông nhếch khóe miệng lên nói bác trai hình như bác không tin tưởng lắm nhỉ chi bằng chúng ta cược một trận đi cược cái gì chúng ta đều là người một nhà cũng không thể cược cái gì to tát quá thế này đi nếu lăng giao thắng cháu sẽ giặt quần áo miễn phí cho gia đình bác một tháng còn nếu hoa tưởng dung thắng thì cũng vậy để đinh mộng nhiên giặt quần lót cho cháu trong một tuần thế nào bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo từ thông không hướng mũi nhọn về phía giang sách hay đinh khải sơn mà lại nhắm thẳng vào đinh mộng nhiên thực ra người anh ta căm hận nhất là giang sách sau đó là đinh khải sơn nhưng trực tiếp nhắm vào hai người họ thì chẳng có gì thú vị muốn đối phó với họ thì phải nhắm vào người họ quan tâm nhất đinh mộng nhiên là con gái đinh khải sơn là vợ giang sách nếu có thể sỉ nhục đinh mộng nhiên một trận ê chề thì còn đau hơn là tắt thẳng vào mặt đinh khải sơn và giang sách đây là tính toán của từ thông định khải sơn nổi giận đập bàn đứng dậy cậu đang làm cái trò gì vậy hả từ thông bật cười sao nào bác trai không phải bác rất có tự tin về lăng giao sao sao lại không dám cược nếu đã như vậy thì thôi bỏ đi ai bảo người nhà họ đinh đều là một đám người không thắng được như người khác chứ ha ha Đinh Khải Sơn nghiến răng. Mặc dù rất tức giận, nhưng ông vẫn giữ được lý trí, không thể vì một phút nóng vội nhất thời mà lấy thanh danh con gái ra làm trò đùa được. Nhưng, Đinh Mộng Nghiên lại rất cứng rắn. Đối mặt với ý đồ xấu xa của đối phương, cô không hề tỏ ra lép vế, chỉ lạnh lùng nói: "Ba, đánh cược với bọn họ đi." Tất cả mọi người đều nhìn Đinh Mộng Nghiên bằng ánh mắt kinh ngạc. Ai có thể nghĩ một cô gái hiểu điệu yếu ớt như cô lại có thể thốt ra những lời bá đạo như vậy định khải sơn cao chặt mày lại mộng nhiên đừng làm loạn đinh mộng nhiên lạnh lùng đáp không phải chỉ là giặt quần áo một tuần thôi sao con có thể chấp nhận được ba cược với anh ta đi hơn nữa con cũng giống ba tin tưởng tuyệt đối vào lăng dao không phải cô đang giận quá mất khôn đấy chứ ngộ nhớ thua thì phải làm sao từ thông thua thì không sao một người đàn ông giặt quần áo cho người ta thì không sao, nhưng Đinh Mộng Nhiên là một cô gái đã có chồng, đang yên đang lành lại đi giặt đồ lót cho người ta, chuyện này làm sao mà chấp nhận được. Bị đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt. Định Khải Sơn nhìn Giang Sách, ra hiệu cho anh, ý là muốn Giang Sách giúp ông khuyên ngủ con gái. Nhưng Giang Sách lại ngầm hiểu theo một hướng khác, lên tiếng, con thấy Mộng Nhiên nói cũng rất có lý, lăng dao chắc chắn sẽ thắng, ba, ba cứ cược đi đinh khải sơn suýt chút nữa đã tức đến tắt thở ông còn nói được gì nữa đây từ thông ngồi đối diện cười một cách nham hiểm bác trai con gái con rể bác đều đồng ý cả rồi sao bác vẫn không muốn cược chẳng lẽ bác thật sự nhất như thỏ đế ư được thôi đinh khải sơn ngồi xuống nói cược thì cược ai sợ ai chứ tôi không tin hoa tưởng dung chỉ có bộ ngực to như bò sữa lại có thể thắng được lăng giao tài nghệ song toàn cuộc đánh cược đã được hai bên đồng ý những người có mặt ở đó không ai nói gì, tất cả đều im lặng. Buổi biểu diễn của Lăng Giao được phát trực tiếp trên TV, Vương Phượng Nhã lấy điện thoại ra, phát buổi biểu diễn trực tiếp của Hoa Tưởng Dung. Trận PK diễn ra cùng lúc. Từ thông đặt điện thoại ở giữa bàn ăn, tất cả mọi người đều có thể theo dõi thấy kết quả bỏ phiếu ở thời gian thực. Trong 10 phút đầu tiên, số phiếu của hai người họ gần như ngang nhau, hai bên lần lượt dẫn đầu. Một người dựa vào thực lực, một người dựa vào thân hình quyến rũ. Fan của hai người cũng rất đông, không ngừng điên cuồng bỏ phiếu, bất phân thắng bại. Nhưng 10 phút tiếp theo, tình hình đã có một sự chuyển biến cực kỳ lớn. Fan của Hoa Tưởng Dung càng lúc càng đông, số lượng phiếu bầu cứ tăng vùn vụt. Khóe miệng từ thống nhếch lên. Thực ra anh ta đã sớm biết được kết quả của trận PK Hoa Tưởng Dung chắc chắn sẽ thắng. Lý do rất đơn giản, từ kênh nội bộ từ thông biết công ty quản lý của hoa tưởng dung sẽ giúp cô ta mua một lượng lớn fan hâm mộ giúp cô ta bỏ phiếu trận pi cây cách không gian này cũng do người đại diện của hoa tưởng dung nghĩ ra để chứng minh hoa tưởng dung mạnh hơn lăng giao vì thế khi đã có người đứng sau động tay động chân thì làm sao lăng giao có thể thắng được ngay từ đầu kết quả ai thắng ai bại đã được định sẵn từ thông nhìn đinh mộng nhiên cười một cách xấu xa thành thật mà nói vẻ ngoài, thân hình của Đinh Mộng Nghiên đều hơn vợ anh ta Vương Phượng Nhã gấp mất lần. chương 345, Người tính không bằng trời tính. Mặc dù từ thông không dám làm gì bừa bãi, nhưng trong lòng anh ta vẫn dám có những suy nghĩ quá phận. Vừa nghĩ đến việc một cô gái xinh đẹp như vậy sắp giặt quần lót cho mình một tuần là anh ta lại thấy sung sướng đến phát điên. Ây à, bây giờ số phiếu của hoa tưởng dung đã vượt xa lăng dao rồi, xem ra lăng dao không đuổi kịp được đâu. Mộng nhiên à, xin lỗi nhé phải phiền cô giặt quần lót cho tôi một tuần rồi nhưng cô yên tâm đi con người tôi rất sạch sẽ tôi đảm bảo sẽ không làm khó cô đâu ha 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 từ thông cười chẳng hề kiêng nể gì cứ như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay vậy sắc mặt đinh mộng nghiên sầm xuống cô thấy hơi khó hiểu rõ ràng lăng dao hơn hoa tưởng dung về mọi mặt tại sao nhân khí của cô ấy lại không bằng đối phương định khải sơn tỏ vẻ khó chịu nói chuyện này quá kỳ quái tại sao số phiếu bầu lại đột nhiên tăng một cách chóng mặt như vậy? Nhất định là có người đã giúp hoa tưởng dung gian lận. Đúng, chắc chắn là như vậy. Mặc dù Đinh Khải Sơn đã đoán đúng, nhưng vô dụng thôi, sự thực đã như vậy, ông có nói gì cũng chẳng có tác dụng. Từ thông nhún vai, nói, bác trai, thua là thua, bác đừng lôi mấy cái lý do sứt sẹo ra để lấp liếm như vậy chứ. Định Khải Sơn vừa sốt ruột, vừa tức giận lại vừa bất lực. Lúc này, Giang sách hờ hững lên tiếng, không phải vẫn còn 10 phút nữa sao? Thời gian vẫn chưa kết thúc, đừng nôn nóng. Từ thông bật cười, có những người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, anh tưởng 10 phút còn lại là có thể đuổi kịp hả? Tôi nói cho anh biết, không những không thể san bằng số phiếu mà ngược lại, cách biệt sẽ càng ngày càng lớn hơn đấy. Đột nhiên, điện thoại của giang sách đổ chuông. Anh bấm nút nghe, đầu bên kia vang lên giọng nói khẽ khàng của Long chọc đầu, đại ca, bên tôi đã chuẩn bị xong rồi hành động chưa ạ à? giang sách cười một cách xấu xa đáp gọn lỏn hành động đi ngay sau đó một sự việc khiến người ta phải kinh ngạc đã diễn ra chỉ thấy trong suốt quá trình phát sóng một lượng lớn khán giả của công ty giải trí bá khổng đột nhiên đứng dậy ai nấy đều hộ to hát nhép sao chép ăn cắp cút xuống đi từng đợt từng đợt âm thanh vang lên hiện trường buổi biểu diễn đêm giao thừa của công ty giải trí bá khổng trở nên hỗn loạn. Khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ cũng sừng sốt, mọi người nhìn nhau, không hiểu tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy. Có người nghe rõ bài hát mà Hoa Tưởng Dung đang biểu diễn liền hiểu ra. Bài hát này chính là bài Tòng Quân, trước đây từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Bài hát này là một bài hát do công ty giải trí bá không dùng thủ đoạn ăn cắp bản thảo từ giải trí ức mạch, sau đó đem lên bảng xếp hạng trước. Mặc dù rất thịnh hành và được công chúng yêu thích, nhưng ai cũng biết bài hát này vốn không sạch sẽ gì. Công ty giải trí bá khổng vốn chỉ nghĩ rất đơn giản, nếu bài hát này đã hot như vậy thì cứ đưa cho Hoa Tưởng Dung để cô ta hát trong buổi biểu diễn là được. Ai mà ngờ được chuyện này lại khiến nhiều người bất mãn như vậy. Đáng sợ nhất à, hình như đám người này còn tạo nên một phong trào, khiến rất nhiều người cũng hét theo. Cộng thêm việc năng lực ca hát của Hoa Tưởng Dung vốn đã không tốt, hoàn toàn không thể hát live, cô ta liền cầm micro hát nhép. Khán giả bên dưới náo loạn như vậy khiến cô ta hoảng hốt, micro cũng rơi xuống đất. Đáng xấu hổ là micro đã rơi mà giọng hát của cô ta vẫn vang lên không dừng, điều đó càng chứng thực cho việc cô ta đang hát nhép. Khán giả lập tức nổi giận. Bọn họ gào lên, mắng cô ta và công ty quản lý bằng những từ ngữ khó nghe, còn đòi trả lại vé ngay tại hiện trường, đòi đuổi Hoa Tưởng Dung xuống sân khấu. Đạn mạc trên màn hình cũng liên tục xuất hiện những câu mắng chửi khó nghe. Hoa Tưởng Dung lập tức biến thành mục tiêu công kích của công chúng. Lúc này, có người nhớ đến trận PK trên Weibo. Hoa Tưởng Dung vốn đã không trong sạch, còn gian lận phiếu bầu, sau đó vài người dẫn đầu, mọi người liền bắt đầu ào ào lên án, chỉ trích Hoa Tưởng Dung ở khắp nơi. Công chúng giận dữ, bắt đầu đảo ngược phiếu bầu không cần biết có phải fan của Lăng Giao hay không, mọi người cứ điên cuồng bỏ phiếu cho Lăng Giao, lượng phiếu bầu tăng lên một cách chóng mặt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. ID của bộ phận kỹ thuật làm giả phiếu bầu cho Hoa Tưởng Dung rất nhanh đã bị cư dân mạng lùng ra, họ bị uy hiếp nếu còn tiếp tục làm giả phiếu bầu nữa sẽ bị chém cả nhà. Thế là, một tình cảnh kỳ lạ đã diễn ra, một bên thì số phiếu tăng lên vùn vụt, còn một bên thì số phiếu đứng im không dịch chuyển, chương 346, đương nhiên là rất đau. Sự tình đảo ngược 180 độ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hoa tưởng dung vốn một đường dẫn trước thế mà đã bị lăng dao đuổi kịp rồi vượt mặt. Khoảnh khắc 30 phút bỏ phiếu kết thúc, số phiếu của hoa tưởng dung thậm chí còn không bằng 1 phần 3 của lăng dao. Tất nhiên là lăng dao có rất nhiều fan, nhưng phần nhiều là những khán giả phẫn nộ, bất bình với hoa tưởng dung. Công chúng rất bất mãn với những hành động, hát nhép, copy, gian lận phiếu của cô ta nên đã chút hết mọi sự giận dữ ra ngoài. ủng hộ Lăng Giao chỉ là một trong số đó. Thấy số phiếu nghịch chuyển, ba con Đinh Khải Sơn và Đinh Mộng Nghiên đều hơi kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Mấy phút trước họ còn nghĩ rằng lần này thua chắc rồi, ai ngờ sự tình đảo ngược, biến hóa nhanh đến kinh ngạc. Quá, quá lợi hại. Đinh Khải Sơn lắp bắp, ông đâu ngờ Lăng Giao lại hot đến vậy. Thực ra, một người ngoài ngành như ông hoàn toàn không hiểu được những mánh khóe và thủ đoạn trong giới giải trí. Ngoài Giang Sách ra, không ai biết nguyên nhân là gì. Từ trước đến nay, công ty giải trí Ức Mạch luôn ở thế bị động, mặc dù lần nào Giang Sách cũng lật ngược thế cờ bằng thực lực tuyệt vời của mình, nhưng luôn ở trong thế bị động cũng không phải là cách. Thế là, Giang Sách đã lên kế hoạch cho hành động lần này. Không hành động thì thôi, chứ nếu đã hành động thì phải hạ gục đối thủ chỉ bằng một cú đánh. Tin chắc rằng sau sự việc lần này, danh tiếng của Hoa Tưởng Dung đã hoàn toàn thổi nát, sau này có muốn trở mình, Đông Sơn tái khởi cũng là chuyện gần như không có khả năng. Không chỉ có Hoa Tưởng Dung mà ngay cả công ty giải trí bá khổng cũng gánh họa theo. Lần này Giang Sách chủ động tấn công, đánh cho giải trí bá khổng không kịp trở tay, đánh cho Bách Tín Hoành phải choáng váng, trợn mắt há mồm. Bọn họ đâu có ngờ Giang Sách cũng biết dùng những âm mưu hiểm kế như vậy. Thắng lợi một chiến thắng tuyệt đối. Giang sách họ nhẹ vài cái rồi mỉm cười nói, hình như trận PK lần này đã có kết quả. Bấy giờ định Khải Sơn mới phản ứng lại, bật cười hả hả. Từ thông, bây giờ đã có kết quả rồi, không phải cậu luôn miệng chắc nịch là hoa tưởng dung sẽ thẳng sao. Tại sao đến cuối cùng số phiếu của lăng giao lại cao hơn? Tử và mặt có đau không? Đau chứ? Đương nhiên là rất đau. Từ thông miếu máu, khóc không ra nước mắt. Rõ ràng kết quả của trận PK này đã được định sẵn từ trước, sao lại thay đổi vào phút chót chứ? Rốt cuộc đoàn đội của tưởng Hoa Dung có đáng tin không vậy? Định Khải Sơn không kìm nén được sự sung sướng, đầu tiên ông cởi áo khoác ngoài, ném cho tử thông. Bác trai, bác làm gì vậy? Anh ta hỏi. Làm gì hà? Ha ha, cậu quên vụ cá cược cho chính cậu đề ra rồi hà? Trong vòng một tháng tới đây, quần áo của cả nhà chúng tôi sẽ do cậu phụ trách giặt đấy. Từ thông sắp bật khóc. Anh ta đường đường là một hoa kiều, lương hàng năm lên đến con số hàng triệu nhân dân tệ thế mà bây giờ lại xa đọa đến mức phải giặt quần áo cho người ta trong một tháng trời, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì quá mất mặt. Từ thông nhìn vợ mình, rồi lại nhìn ba vợ. Nhưng Vương Phượng Nhã và Vương Chí Vinh đều ngại ngùng quay đầu đi, món nợ này do anh ta tự mình gánh vác, hai ba con nhà họ Vương không muốn chịu đen đuổi cùng đầu. Đinh Mộng Nghiên hừ lạnh một tiếng, loại người này thật đáng ghét quần áo của con không cần anh ta giặt, chỉ cần cho anh ta một bài học nhớ đời, sau này đừng có mà kiêu căng đắc ý như vậy nữa. Định Khải Sơn bật cười, không sao, chỉ riêng quần áo của ba thôi đã đủ cho cậu ta giặt rồi. Ông nhìn từ thông, cười xấu xa, cháu trai từ thông, quần áo của bác vừa bẩn vừa hôi, đặc biệt là đồ lót của bác, y như đồ được vớt lên từ dưới cống vậy. Cháu đừng có chê nhé, ha ha ha. Đừng chế ư. Từ thông đã ghét bỏ đến nỗi không nuốt nổi cơm rồi tại sao số phận anh ta lại khổ đến như vậy tại sao mỗi lần muốn lên mặt với người ta mà đến cuối cùng chính bản thân lại thua sạch sành xanh giang sách nhất định là khắc tinh của anh ta chọc vào ai không chọc lại cứ khăng khăng chọc vào giang sách vậy chỉ có thể nói đó là vận rủi của anh ta sau bữa tối người nhà họ vương đã rời đi đinh mộng nhiên cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi bữa cơm của tôi hôm nay kéo dài rất lâu có khó chịu có vui vẻ, trải qua mọi cung bậc cảm xúc thì con người cũng thấy mệt mỏi. Lúc này, Giang sách vươn tay ra nắm lấy cánh tay cô. Có chuyện gì vậy? Đinh Mộng Nhiên hỏi. Mộng Nhiên, còn một tiếng nữa là sang năm mới rồi, anh muốn đưa em đến một nơi. mươi 347, có thể lấy được em thật hạnh phúc. Hả? Đinh Mộng Nhiên hơi do dự. Bây giờ đã là 11 giờ tối, bên ngoài trời tối đen như mực, không nhìn thấy gì hết nửa đêm nửa hôm còn lang thang ở ngoài không phải là chuyện tốt đẹp gì những đinh khải sơn lại nói ai à, hiếm khi có dịp sách nhìn muốn đưa con ra ngoài chơi con đi đi thanh niên mà cứ suốt ngày ở nhà cũng không tốt đâu đinh mộng nhiên hết nói nổi ông vẫn là ba cô đấy chứ nửa đêm còn bảo cô ra ngoài chạy lâm quăng không sợ gặp phải kẻ xấu hả giang sách nói có anh ở đây anh sẽ đảm bảo an toàn cho em không cần lo lắng có câu này của Giang Sách, Đinh Mộng Nghiên liền thấy rất yên tâm. Vì từ trước đến nay, những gì Giang Sách hứa với cô anh đều làm được, không có chuyện gì mà anh không làm được hết. Hơn nữa, cô cũng muốn biết Giang Sách định đưa cô đi đâu. Vậy chúng ta đi thôi. Đinh Mộng Nghiên khoác tay Giang Sách, hai người nắm tay nhau ra ngoài. Giang Sách lái xe, 30 phút sau, anh đưa cô đến một công viên đang sáng rực ánh đèn. Đó là công viên Hoa Hải. Đây là nơi ba của Giang Sách, ông Giang Hàn phi thích đến nhất. Giang Sách nắm tay Đinh Mộng Nghiên, hai người ngồi trên bậc đá. Công viên này khá nổi tiếng, dù đã 11 giờ đêm nhưng vẫn có rất nhiều người đang vui chơi trong công viên, trong đó phần lớn là các nam thanh nữ tú. Mọi người đi theo đôi, ngồi sóng vai nhau. Có người tặng hoa cho người yêu, có người xếp nến thành hình trái tim, bày tỏ tình cảm, hôn môi, ôm ấp, chỗ nào cũng tràn ngập không khí của tình ái trong công viên này đâu đâu cũng thấy tình yêu. Nhìn người khác ôm ấp tình tứ, trái tim Ninh Mộng Nhiên cũng đập thình thịch, nắm chặt. Tay Giang Sách hơn. Cô hỏi, Giang Sách, anh đưa em đến đây làm gì? Giang Sách mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Anh nhớ lúc còn nhỏ, hàng năm vào đêm giao thừa, ba anh đều đưa anh và em trai đến đây. Ba nói, đây là nơi ba gặp mẹ. Mỗi năm cứ đến đêm giao thừa là ba lại đến đây để tưởng nhớ mẹ, một nhà ba người bọn anh sẽ ngồi ăn đồ ăn vặt uống nước và trò chuyện vô cùng vui vẻ và hạnh phúc bây giờ mẹ và em trai anh đã mất ba anh cũng bật vô âm tín mộng nhiên xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh anh muốn em ở bên anh cùng anh sống lại trong cảm giác có gia đình cũng để mẹ và em trai anh ở trên trời nhìn thấy bây giờ anh đang rất hạnh phúc mong bọn họ có thể phù hộ cho anh sớm tìm được bao khóe môi đinh mộng nhiên cong lên Cô và Giang Sách đã ở bên nhau một khoảng thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh thốt ra những lời chân thành như vậy. Cô dựa đầu vào vai Giang Sách, hai tay ôm eo anh, cùng anh ngắm bầu trời. Có lẽ trên bầu trời kia, mẹ và em trai Giang Sách cũng đang nhìn bọn họ. Mộng Nghiên. Vâng, có thể lấy được em thật hạnh phúc. Trong một đêm như vậy, cả hai đã bộc bạch nỗi lòng với nhau. Đây là lần đầu tiên Giang Sách thể hiện ra vẻ mềm yếu của con người anh trước mặt người khác, chiến thần tu la dù sao cũng là con người, không phải thần thánh. Đàn ông chống đỡ gắng gượng lâu rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Sự gửi gắm vào tình cảm phù hợp khiến anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng lại có một số người cứ nhất định phải phá vỡ bầu không khí trong một đêm yên bình như này. Một đám đàn ông ăn mặc quái dị lái xe mô tô xông vào trong vườn hoa chương 348, nhất định phải có được cô. Anh chưa bao giờ nghe đến cái tên này, hơn nữa anh đang ngắm bầu trời, vẫn chưa ngắm đủ, còn chưa đến 12 giờ, anh còn chuẩn bị những thứ khác muốn tặng cho Đinh Mộng Nghiên. Bây giờ mà đi thì thật là phá hỏng bầu không khí. Giang sách mỉm cười lắc đầu đáp, tôi vẫn chưa thể đi được. Người nọ thở dài, nói, vậy anh cứ ở đây chờ bị đánh đi, tạm biệt. Rất nhanh, tất cả mọi người trong công viên đều đã sơ tán, đi hết, ngay cả các bác trai bác gái lớn tuổi cũng không dám ở lại, nhanh chóng rời khỏi đó. Người của mặt trận xương mù đó cưỡi mô tô chạy vòng quanh trong công viên một hồi làm mọi thứ trở nên lộn xộn, hỗn loạn, có lúc còn đâm ngã người qua đường. Người ta cũng không dám nói gì, ngoài tự nhủ là mình xui xẻo ra, thậm chí một cái nhìn oán trách cũng không dám. Đám người lái mô tô kia lấy từ trong túi ra những bình xịt thuốc, xịt loạn lên ở khắp nơi biến công viên Hoa Hải thành nơi vui đùa của bọn họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Sách rất phẫn nộ. Tất cả ký ức tuổi thơ của anh đều được gửi gắm ở đây, là minh chứng cho quá khứ tươi đẹp của anh, sao có thể để người khác tùy ý hủy hoại như vậy được. Anh không chọc vào người, người lại cứ cố tình chọc vào anh trước. Đại ca của đám người được gọi là mặt trận xương mù đỏ giả chiến liếc mắt một cái đã nhìn chúng đinh mộng nghiên, khóe miệng ông ta nhếch lên, nở một nụ cười gian tà đã bao lâu rồi đã bao lâu rồi ông ta chưa chạm vào một người phụ nữ xinh đẹp như vậy ông ta cưỡi lên mô tô khởi động xe chiếc xe liền rồ lên phóng tới trước mặt giang sách bụi bốc lên mù mịt vây quanh anh và đinh mộng nghiên khiến cô bị nghẹt thở phải lấy tay lên che mũi và miệng còn giang sách vẫn bình thản ngồi trong đám bụi đó 5 năm năm chinh chiến trên xa trường chút bụi này có tính là gì giả chiến dừng xe lại chỉ thẳng vào mặt giang sách tao muốn người phụ nữ của mày sau đó ông ta lấy một sấp chi phiếu ném cho giang sách đây là phí chia tay của mày sau này cô ta sẽ là người phụ nữ của giả chiến tao mày không được phép lại gần cô ta một bước bây giờ mày có thể cầm tiền rồi cút đi được rồi thật là ngang ngược và hống hách người phụ nữ mà giả chiến đã nhìn chúng ông ta nhất định phải có được cả đời này ngoài mô tô ra thì thú vui lớn nhất của ông ta chính là phụ nữ trước đây ông ta mãi vẫn không tìm được một người phụ nữ xinh đẹp gần đây sau khi phát hiện ra công viên hoa hải là nơi các đôi tình nhân thường lui tới hẹn hò ông ta như phát hiện được một kho báu thường đến đây tìm báu vật lúc trước ông ta đã cướp được vài người phụ nữ từ tay người khác nhưng chỉ chơi chán liền vứt bỏ họ có được dễ dàng vứt bỏ cũng dễ dàng ông ta chỉ thích dung mạo và thân thể của phụ nữ hoàn toàn không có tình cảm cảm xúc gì chỉ đơn giản là một động vật nguyên thủy không có não dựa vào bản năng để sinh tồn. Những loài động vật nguyên thủy này lại rất lợi hại. Không có người nào cam tâm tình nguyện để người phụ nữ của mình bị cướp đi. Họ đều muốn cướp lại, thậm chí báo thù. Nhưng tất cả bọn họ đều bị giả chiến hành hạ, dày vò một trận. Ông ta không giết người, nhưng rất biết cách tra tấn người khác. Tra tấn từ thể xác đến tinh thần, thậm chí ngay cả người thân của người đó cũng không tha. Có một nam sinh bị tra tấn đến nỗi không chịu đựng được nữa cuối cùng treo cổ tự vẫn tại nhà. Gia đình cậu nam sinh đó thậm chí còn không giữ lại thi thể chỉ dám chôn cất một cách vội vàng. Đó là điểm đáng sợ của giả chiến, cũng là điểm đáng sợ của mặt trận xương mù đỏ. Những người khác cũng cưới mô tô đi vòng quanh, vây giang sách và đinh mộng nghiên vào trung tâm. Con mắt của bọn họ đổ dồn lên khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ của đinh mộng nghiên. Đặc biệt là đối chân vừa dài vừa trắng nõn nà, quả đúng là phần bên dưới chỉ toàn là chân, khiến đám đàn ông đó nhìn mà khô nóng cả cổ họng bọn họ chưa bao giờ thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thậm chí các nữ minh tinh trên tv cũng không đẹp bằng cô nhất định phải có được cô đó là suy nghĩ của đám người thuộc mặt trận sương mù đỏ thế nhưng đối diện với hành động khiêu khích của đối phương giang sách vẫn ung dung và thản nhiên ngồi ở đó thậm chí còn chẳng thèm nhìn sấp chi phiếu trên đất một cái f giả chiến nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường lạnh lùng nói, có vẻ như mày không phục. Nhỉ, đám người khác vặn tay ga phát ra những âm thanh gầm rú ồn ào, như thể họ đang diếu võ dương oai. Thấy tình hình đang phát triển theo chiều hướng xấu, Giang Sách chỉ có một mình, đối phương lại có đến hơn 20 người, nếu đánh nhau thì anh khá bất lợi. Thế là, Đinh Mộng Nghiên bèn lập tức rút điện thoại ra, chuẩn bị bấm số gọi cho 110. Nhưng cô còn chưa kịp ấn nút gọi thì một chiếc xe máy ở bên cạnh nhanh chóng lao đến một người đàn ông vươn tay cướp lấy chiếc điện thoại của cô, đưa lên mũi hít hà. Thơm quá đi mất, quả nhiên là cực phẩm. Đại ca, chúng ta nhanh ra tay đi, em chịu không nổi nữa rồi. chương 349, rất nhiều xe. Giả chiến bật cười. Ông ta không vội vàng hay nôn nóng, ngoài chơi đùa phụ nữ ra, ông ta còn rất thích tận hưởng cảm giác chơi đùa với đàn ông. Ông ta nhìn giang sách, tiếp tục nói, mày vẫn không biết tạo là ai hà nói cho mày nghe này tạo là đại ca của mặt trận xương mù đỏ giả chiến vừa rồi tao đã cho mày cơ hội để mày để bạn gái lại tự cầm tiền cút khỏi đây nhưng mày lại không chịu giả chiếc lắc đầu nói vậy thì đừng trách tạo khách sáo nhé đêm nay tạo không những muốn người phụ nữ của mày mà tao thậm chí còn muốn cả mày nữa nhưng đừng hiểu lầm tạo không có hứng thú với đàn ông tao chỉ muốn chặt đứt gân tay gân chân của mày ra sau đó chơi người phụ nữ của mày ngay trước mặt mày không chỉ có tạo chơi mà tao còn cho tất cả các anh em của mình cùng chơi cô ta, lúc ấy dù mày có sốt ruột cũng không vô ích thôi. Gân tay gân chân của mày đã đứt hết, chỉ có thể quằn quại trên mặt đất như một con cá trạch, chẳng làm được gì cả. Nói xong, giả chiến còn bật cười ha ha. Nghi ngắn, thế nào, có phải là cảm giác rất tuyệt vọng không? Tuyệt vọng thì khóc đi, kêu lên đi, hô to lên đi. Đã từng có rất nhiều lần giả chiến chỉ cần nói những lời này ra là đám nam sinh sẽ sợ đến mức khóc lóc quỳ xuống xin ông ta tha mạng. Nhưng giả chiến không những cho họ mấy cái bà tại mà còn chơi bạn gái của họ ngay trước mặt họ. Ông ta tưởng Giang Sách cũng sẽ như vậy. Thế nhưng, Giang Sách vẫn ngồi đó như một pho tượng Phật, không hề mảy may lay động. Cũng không phải anh không có bất cứ động thái nào. Chỉ ít, có thể nhìn ra hai mắt Giang Sách đã trở nên đỏ ngầu, toát ra một cỗ sát khí hung tàn, đó là sát khí của chiến thần Tu La thấy Giang Sách bình thản như vậy giả chiến thấy hơi cột hứng sao mọi chuyện lại khác so với những gì ông ta mong đợi vậy mẹ kiếp mày còn dám giả và cứng trước mặt tao hả không nói gì đúng không các anh em cắt đứt gân tay gân chân nó cho tao rồi bắt người phụ nữ kia quỳ xuống đất ông đây muốn xem xem rốt cuộc mày có biết nói chuyện hay không giả chiến ra lệnh một cái đám anh em của ông ta liền lần lượt xông lên vừa liếm môi vừa nhìn chằm chằm vào Đinh Mộng Nghiên, vây quanh họ như một bầy sói đói. Đinh Mộng Nghiên sợ đến mức dựa sát vào lòng giang sách, run rẩy sợ hãi. Ngay khi đám người của mặt trận sương mù đỏ đang vô cùng đắc ý thì họ chợt nghe thấy một tiếng chuông cực lớn trong khu đô thị vang lên. Đinh! 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 Những âm thanh lanh lành, định tại vang lên hết tiếng này đến tiếng khác, khiến người ta nghe mà sửng sốt. Đám người của mặt trận sương mù đỏ khựng lại, tất cả cùng nhìn về hướng phát ra tiếng chuông. Nói lời tạm biệt với năm cũ và cùng chào đón năm mới. Một năm cũ đã qua, một năm mới lại đến. Mọi người trên thế giới này đều già đi một tuổi. Con người lại già đi một tuổi. Liên tiếp 12 tiếng chuông vang lên, mỗi một tiếng như đánh thẳng vào lòng người, như giác ngộ, như thức tỉnh. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông giao thừa đã dứt. Giang Sách nhìn lên bầu trời, thở ra một hơi, hờ hững nói: hôm nay tôi hơi không vui không muốn động thủ nhân lúc tôi vẫn còn chút lý trí thì các người hãy rời khỏi đây đi một câu nói đơn giản khiêm tốn nhưng không ai muốn nghe giả chiến ôm bụng cười ngặt nghẽo chỉ vào mặt giang sách nói đừng giả bộ nữa mày cũng không nhìn xem bây giờ bản tạo có bao nhiêu người sao nào mày còn muốn một chọi hai mươi sao mày không sợ ông ta còn chưa nói hết câu đã cảm thấy mặt đất như rung chuyển sau đó là một loạt những tiếng động ầm ầm là tiếng xe, rất nhiều xe. Giả Chiến ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài công viên Hoa Hải, sau đó ông ta liền nhìn thấy những chiếc xe vô cùng sang trọng đang đậu bên ngoài công viên, chiếc này nối liền chiếc kia, phóng tầm mắt nhìn không thấy điểm cuối tựa như cả con đường đều đã bị những chiếc ô tô hạng sang chiếm giữ. Những chiếc xe này, mỗi chiếc trị giá hơn 3 triệu nhân dân tệ. Với số lượng xe lớn như thế, phải bao nhiêu tỷ nhân dân tệ mới mua được? so với những chiếc xe sang đó thì những chiếc mô tô của đám người giả chiến chẳng khác gì đồ chơi chạy bằng điện dành cho thiếu nhi không chỉ có xe sang mà còn có cả những chiến binh cửa xe của tất cả những chiếc xe sang trọng đó đều được mở ra và những người đàn ông vạm vỡ bước xuống khỏi xe hùng dũng bước vào công viên hoa hải từng tốp từng tốp lớn đám người đó ai nấy đều để đầu định giữa đôi lông mày toát ra một cỗ khí thế bá đạo độc nhất chỉ có trên người những chiến binh Chương 350, tình cảnh này hơi có chút khiến người ta xấu hổ. Đó là khí thế độc nhất vô nhị chém địch giết tướng trên chiến trường, là khí thế khủng bố phải kinh qua máu người mới có được, người bình thường hoàn toàn không thể có. Đám người mặt trận xưa mù đỏ đều chỉ là một đám lưu manh côn đồ bình thường, chỉ ức hiếp bắt nạt được người dân bình thường. Bây giờ nhìn thấy nhiều chiến binh có thân hình cường tráng, ánh mắt cương nghị, bọn họ sợ hãi đến nỗi mềm nhũn cả chân, đứng yên không dám nhúc nhích nhìn nhóm người đó càng lúc càng tiến lại gần giả chiến cũng không biết nên làm thế nào trong lòng ông ta đang thầm tính toán liệu có phải oan gia của mình đến rồi không nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không đúng lắm bình thường ông ta chỉ chuyên bắt nạt những người dân hiền lành yếu đuối còn những người có một chút thân phận và quyền thế ông ta tuyệt đối không đụng vào còn đám kẻ thù của ông ta nhóm trước còn yếu hơn nhóm sau làm sao có thể có một đám chiến binh cao to vạm vỡ như này được một lúc sau tất cả các chiến binh đều đã bước vào công viên Hoa Hải, tất cả bọn họ xếp. Hàng chỉnh tề, cúi đầu với giang sách. Cảnh tượng từng hàng từng hàng chiến binh đồng loạt thể hiện sự tôn kính khiến những người đang có mặt ở đó phải kinh ngạc và chấn động. Sau đó hàng ngũ tách ra, một người đàn ông mang dáng vẻ ung dung cao quý bước lên phía trước, cúi chào giang sách và đinh mộng nhiên rồi cất cao giọng, 12 cung bạch dương xin chúc đại ca và chị dâu năm mới vui vẻ. Ngay sau đó đội hình lại tách ra một người đàn ông có bộ dâu quai nón cứng cáp bước ra, cất giọng ồm ồm, 12 cung kim nghiêu xin chúc đại ca và chị dâu năm mới vui vẻ. Người thứ ba là một người đàn ông với vẻ ngoài tà mị cùng khuôn mặt toát lên vẻ ngang ngược. 12 cung song tử xin chúc đại ca và chị dâu một năm mới vui vẻ. Cứ như thế, lần lượt từ Bạch Dương cho đến tận Song Ngư, các chiến binh của 12 cung hoàng đạo lần lượt cất tiếng chúc mừng. Mỗi một người đều có thể so với hơn 100 siêu nhân. Hơn nữa, 12 người bọn họ đều có thế mạnh riêng, giải quyết các vấn đề về mọi mặt cho Giang Sách. Họ là những trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng của Giang Sách. Nhìn thấy 12 người đàn ông này, giả chiến đứng ở bên kia đã sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, suýt chút nữa đã tiểu ra quần. Ông ta làm xã hội đen bao lâu nay, vẫn có một chút hiểu biết. Chỉ nhìn vẻ ngoài, cách nói năng của 12 người kia thôi đã đủ biết bọn họ chắc chắn không phải người bình thường. Thực ra không cần đoán cũng biết, chỉ cần nhìn thấy hàng trăm chiến binh do 12 người bọn họ dẫn đầu đang đứng ở đây cũng đã có thể thấy 12 người này đáng sợ đến mức nào. Đáng sợ hơn là là 12 người bọn họ lại là đàn em của Giang Sách. Nhìn bọn họ lần lượt cung kính chúc Giang Sách năm mới vui vẻ là biết. Lần này giả chiến đã hoàn toàn khiếp sợ. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bình thường ông ta thích ức hiếp người khác, nhưng chưa bao giờ có ai đến chừng trị ông ta hôm nay ông ta đã quá đắc ý, chọc phải tổ kiến lửa, ông ta đâu ngờ được rằng Giang Sách lại là một nhân vật lớn lợi hại như vậy. Nhìn tình thế này, nếu thật sự xảy ra đánh nhau thì đám người của mặt trận xương mù đỏ cũng chẳng bỏ cho người ta xỉa răng. Giả chiến sợ rồi, bắt nạt cái thiện, sợ cái hung tàn là đặc điểm lớn nhất của đám người bọn họ. Giả chiến lập tức quỳ xuống trước mặt Giang Sách, run rẩy nói, đại, đại ca, tôi cũng chúc anh năm mới vui vẻ. Khủ khủ tình cảnh này hơi có chút khiến người ta xấu hổ. Đã từng thấy những người vô liêm sỉ, nhưng chưa bao giờ thấy một người vô liêm sỉ đến mức này. Vừa rồi còn đòi chém đòi giết người ta, sau đó thấy nhiều chiến binh đến như vậy liền sợ đến mức quỳ xuống chục người ta năm mới vui vẻ. Không thể không nói, giả chiến có thể sống đến ngày hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên, chỉ riêng cái kiểu co được rũi được của ông ta người bình thường đã không bị được. Nhưng đáng tiếc là, giang sách không có ý định tha cho ông ta. Đinh Mộng Nghiên là vải ngược của anh, không cho bất cứ kẻ nào được động vào. Hơn nữa, khi nãy Giang Sách cũng đã có lòng từ bi cho bọn họ một cơ hội để rời khỏi đây, là tự bọn họ không biết nắm lấy. Đôi khi cơ hội đã vụt mất là sẽ không lấy lại được nữa. Giang Sách khẽ lắc đầu, nói, mày đã không còn đường sống nữa rồi. Nghe anh nói vậy, sắc mặt giả chiến liền trắng bệch như tờ giấy trắng, thảm hại và nhục nhã.